Đến sáng hôm sau, khi tôi đã dự định dậy sớm để gọi cậu ba dậy, ai rẻ hôm qua mệt quá, đến lúc tỉnh thì trời đã sáng hẳn. Cậu ba nằm bên cạnh vẫn tiếng thở đều đều. Tôi đốc cậu dậy và nói nhỏ. Cậu ba, cậu ba dậy mau, nhanh lên trời sáng rồi. Cậu nhìn tôi và ngó ra bên ngoài thì bất chợt bật hẳn dậy và vội vàng xò quần áo đi ra cửa. Cũng may nhà trên im ắng. Có, có lẽ đêm qua ai cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi hé cửa để dò xét Rồi đẩy cậu ra ngoài Đợi cậu đi khuất tôi mới thở phào nhẹ nhõm Và đi đánh răng Vừa đánh răng xong thì đã có tiếng mợ cả cất lên Nụ ơi Sao ngày nào mày cũng phải để tao gọi mày dậy thế Mày là ở đợ Hay tao là ở đợ đây Nghe vậy tôi liền lật đật chạy lên nhà Mợ cả hình như vẫn chưa biết vụ hôm qua Mợ nhìn tôi quần áo sộc sạch Lại trao mày mắng tiếp Ở đợ thì cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng tí chứ Quần áo tao cho đâu cả rồi. Dạ con để ở dưới buồng, lúc nào đi đâu thì mới mặc cả. Về thay đi, tao dẫn đi ra trường đăng ký mua vở với đồ dùng học tập. Nhưng mà giờ đã hết hè đâu hả mỡ Các trường giờ người ta bắt đầu bán rồi, ai đợi nước đến chân mới nhảy. Nhanh lên, không là tao đổi ý bây giờ. Rồi còn phải ra chợ mua đồ cho cậu hai mang lên Hải Phòng nữa. Tôi đi về buồng nhưng mới đi được hai ba bước thì đã nghe tiếng mợ cả nói. Quân, hôm nay lại mặc quần ngược nữa hả? Câu nói của Mở cả khiến tôi khựng lại, nhìn về phía cậu ba đang tưới cây, trên đôi chân dài thẳng tắp của cậu, chiếc quần thể thao còn chưa kịp lộn. Tôi bụng miệng cười, Mở cả cũng cười, chỉ có mặt cậu ba đỏ tía tai. Thấy vậy mợ cả lại nói tiếp. Đừng có bảo sở thích của em là mặc quần ngược nhé. Đâu, đâu có đâu. Thế sao dạo này lại hay mặc quần ngược thế? Hay là có vấn đề gì? Nói đi, chị bảo anh Quyền chỉ cho, có gì đâu mà phải ngượng, hay giờ mới dậy thi. Cậu Ba đặt cái vòi tưới xuống đất và trả thèm đáp lời mợ cả đi thẳng vào nhà. Mợ cả liền ôm bụng nói: "Chết mất thôi, con nụ xéo về mà thay quần áo đi, sáng sớm đã bị trận cười vỡ bụng thế này." Tôi liền chạy về buồng và thay quần áo rồi đi theo mợ cả ra trường. Trên xe, mợ cả vẫn cười mãi chuyện cậu Ba mặc quần ngược, giờ còn thắc mắc không hiểu sao Người như cậu ba lại để xảy ra chuyện như vậy. Tôi thì biết, nhưng mà tôi nào dám nói, chỉ trả lời qua loa thôi. Đến trường, mở cả dắt tôi vào phòng ban giám hiệu. Trường này không lớn lắm vì dạy cho đám trẻ nghèo, nên chỉ có ba phòng học với một phòng ban giám hiệu. Mợ cả đăng ký sách vở xong thì đưa tôi ra chợ, mua cơ man nào là hoa quả với đồ khô. Thực sự trước kia, chưa tiếp xúc với mợ cả, tôi thấy mợ ác ôn và đáng ghét. Tự dưng giờ tôi thấy có lỗi với mợ kinh khủng. Như hôm qua là chị Hà xỉa sói mợ, mà hôm nay mợ vẫn mua đồ cho cậu hai với chị Hà lên Hải Phòng, còn dẫn tôi đi đăng ký sách vở. Cũng không biết chuyện đêm qua con hàng hại mợ, mợ đã biết chưa? Chắc mợ chưa biết đâu, vì nhìn mợ vẫn bình thản như thế này cơ mà. Thế cũng tốt, tôi cũng chả muốn mợ suy nghĩ nhiều cho mệt óc. Mua đồ xong, mợ dẫn tôi vào quán chè rồi nói Lâu lắm rồi tao mới được ăn chè đấy mày muốn ăn gì thì gọi đi tao ăn chè đỗ đen thôi tôi nhìn mợ và tự dưng đánh bạo hỏi mợ cả sao sao mợ tốt với con thế mợ cả nhìn tôi gọi chè rồi bình thản đáp thực ra tao đâu phải là người xấu xa gì đâu chẳng qua trước hiểu nhầm nên mới ghét mày bây giờ càng ngày càng nhận ra ở trong cái nhà này trừ cậu quyền thì mày là người tốt với tao hơn cả con con có làm được gì cho mợ đâu Chuyện hôm qua tao biết rồi. Nghe mợ nói như vậy, tôi há húc mồm và kinh ngạc hỏi lại. Mợ, mợ biết chuyện gì? Còn chuyện gì ngoài chuyện con hàng gái tao? Hôm qua lúc tao về buồn mày là tao đã tỉnh rồi. Nhưng mà tao vẫn nhắm mắt để xem con ôn kia nó cãi thế nào. Nụ, tự dưng tao thấy có lỗi. Thầy hơi hận, không hiểu sao ngày xưa tao đối xử với mày như vậy được. Mấy vết sẹo ở trên tay mày cũng là tao gây ra. Tao ngu thật đấy. Tôi nhìn mợ cả Lại càng sửng sốt Hóa ra là mợ biết cả rồi Vậy mà tôi cứ ngỡ mợ không biết gì Mà sao mợ lại bình thản ghê luôn Mợ ăn cả miếng đỗ đen rồi nói tiếp Có gì mà phải sửng sốt Tao nói thật là 10 năm nay Tao bị chi chết quen rồi Nên tao cũng quen với việc biết Nhưng mà tỏ ra không biết Mà này đêm qua cậu cả Cậu cả làm sao hả mợ Cậu cả xin lỗi tao Cậu ấy khóc và bảo suốt thời gian qua để tao thiệt thòi Giờ lại để tao bị người ta vụ oan giáo họa Nói chung tao cũng biết cậu cả sai khi ngủ với con Hằng Nhưng mà tao vẫn có linh cảm là do nó dụ dỗ cậu ấy Chứ không phải cậu ấy dụ dỗ nó Thực ra mợ cả nói đúng mà Cậu cả rất yêu mợ cả Chuyện con Hằng nó dụ dỗ cậu Tôi nghĩ cậu không đủ bản lĩnh để vượt qua Phần vì dưới quê vẫn chấp nhận việc có hai ba bà vợ Cái quan niệm đó ăn sâu vào tâm thức từng người Cậu cả cũng chẳng ngoại lệ nhưng có lẽ sau vụ mợ cả đòi ly hôn thì cậu đã sáng suốt lên rồi. Ăn xong thì tôi và mợ cả về nhà. Lúc về đến nhà, mọi người cũng đã ăn sáng xong. Vũ Ngọ đang dọn bát đũa xuống dưới. Tôi nghe tiếng bảo oang oang ở trong nhà. Qua tháng này mẹ với thầy mang chầu cao lên. Chẳng cần ai nói tôi cũng hiểu ông bà đang định rước chị Hà về làm dâu. Có tiếng cậu hai kiếp lời. Vâng ạ, cưới xong thì con với Hà cũng về đây ở công ty mới lập chi nhánh ở đây. May thế nên con xin được cả hai vợ chồng về làm ở xí nghiệp dưới này. Ừ, hôm trước thầy thấy bảo rồi. Thôi, về gần nhà gần cửa, gần thầy mẹ cũng được. Không hiểu sao nghe đến đó tôi lại thấy dùng mình. Bởi vì tôi thấy hơi ớn khi chị Hà ở chung nhà. Mợ cả thì hình như biết trước rồi. Mợ mang đống đồ khô đưa cho cậu hai rồi nói. Hai đưa lên Hải Phòng, cầm ít đồ này lên mà ăn. Chị Hà hôm qua say bí tỉ, nên cứ đứng mà ngấp ngắn ngấp dài nhưng chị vẫn nhận lấy đồ và cười tươi đáp lại em cảm ơn chị nhé chị chu đáo quá mồm miệng thì nói chu đáo thế nhưng lúc bà khen mợ cả thì chị lại cười nói bâng cua thực ra chị quỳnh sinh gái thế này lại còn tốt nết mà không đẻ được thì phải xem lại đó có khi là nghiệp từ kiếp trước cũng nên tôi nghe xong thì suýt không kìm được trừ chị hà mấy câu người gì đâu mà xinh đẹp mà ăn nói vô duyên thế từ hôm qua chị về đã sóc xỉa mợ Quỳnh như vậy. Mợ Quỳnh bạm chặt môi. Những câu nói này mợ đã nghe quen rồi. Nhưng tôi thấy mợ giận lắm. Gân xanh trên cổ mợ còn giật giật liên hồi. Nhưng rồi mợ cười và đáp. Ừ, kiếp trước chị tu không tốt nên kiếp này như vậy. Em thì biết về nghiệp thì cố gắng tu nhé. Người ta bảo khổ nghiệp cũng là một cái nghiệp nặng đấy. Chị Hà bị mợ cả nói cho thì tím mặt lại. Mợ cả nói chuyện với tôi thô lỗ thế mà chửi cũng thâm ghê. Cũng may là chị Hà không nói gì thêm mà quay sang ông bà nịnh nọt. Tôi là phận ở đợ nên chẳng dám nghe nữa mà đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Ăn xong thì cậu hai với chị Hà ra ngoài bắt xe lên Hải Phòng. Công nhận là chị Hà đi, cái nhà yên ổn hẳn. Nhưng tôi thấy mợ cả cứ buồn buồn. Lúc chị Hà về, mợ cũng đóng cửa buồn và hình như còn khóc. Tính cách mợ cả thế thôi, nhưng mợ là nhạy cảm lắm, nhất là về chuyện con cái. Tôi về buồng nằm mà lòng cũng nặng chịu. Những ngày tiếp theo, cậu ba bắt đầu đi làm. Cậu cả thì cũng làm ở sườn gỗ, cả ngày mới về. Thành ra nhà càng trống vắng. Còn hàng bị nhốt ở buồng còn chưa được ra ngoài. Tôi với mợ cả chẳng có việc gì làm mấy. Ngoài ngày hai bữa cơm với đi vớt bèo, thì suốt ngày tôi ở buồng của mợ cả để mợ dạy tôi học. Văn mợ dở lắm, nhưng toán thì siêu thôi rồi. Mợ cả dạy cũng dễ hiểu, Tập toán lớp 10 dạy mấy hôm thôi mà tôi đã biết được kha khá kiến thức. Cậu ba thì đêm nào cũng xuống đòi nợ dưới buồng tôi, cũng may là đến tận bây giờ hai đứa vẫn chưa bị phát hiện. Đến nửa tháng sau ngày rỗ cụ, Tự Dưng con hàng ốm, buổi sáng vú ngọ dậy thì thấy nó đang run cầm cập, môi miệng tái nhợt, liền gọi bà xuống. Nó ốm thật, mồ hôi cứ vã ra, bà liền đưa nó lên huyện khám, đến lúc về mới biết nó bị cảm lạnh cũng may là không bị ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng. Về đến nhà, đột nhiên nó quỳ xuống sân rồi nói: "Ông bà, suốt nửa tháng nay con nằm ở trong buồng, con hối hận lắm. Bản thân con vì ganh tị với mợ cả mà vu oan giá họa cho mợ. Nhưng giờ con biết con sai lắm rồi, chỉ mong ông bà, mong mợ cả tha thứ cho con. Dẫu sao con cũng đang có chữa, người ta có chữa thì phải tiếp xúc với ánh nắng để cho con khỏe. Ngày nào con cũng phải nằm không thấy ánh nắng mặt trời." con e rằng con không chịu nổi mất ông bà để cho bà vú quản con cũng được nhưng xin cho con được ra ngoài vì đứa bé ở trong bụng nó nói đến đâu thì khóc tu tu đến đấy ông thì vẫn còn giận nhưng bà thì thương máu mủ ruột thịt nằm trong bụng nó nên mùi lòng nói hay là cho nó ra ngoài đi chưa bây giờ ốm yếu thế này cũng khổ dù sao cũng là cháu mình mà ông nghe vậy thì thở dài đáp thôi tùy bà tùy bà có nghĩa là ông đồng ý mà ông đồng ý thì bà đồng ý con hằng chỉ sau một trận ốm như vậy lại được thả ra mợ cả biết chuyện cũng chẳng nói gì nói sao được khi nó có chửa con cậu quyền cơ chứ mợ chỉ biết dặn vú ngọ trông chừng nó cũng may nhờ vú mà tôi cũng bớt phần lo lắng mỗi đêm khi cậu ba xuống ngủ cùng mà cậu ba giờ cẩn thận lắm đêm khuya lắc lư mới xuống sáng thì mới tờ mờ cậu đã về lại nói về con hằng từ ngày nó được thả ra nó như biến thành một người khác Nó chả chọc ghẹo chỉ bới, mỉa mai tôi Cũng chẳng làm gì khác thường Có lẽ nó biết nhất cử nhất động của nó Đều có ánh mắt dòng ngó Nên không dám làm gì Cho đến ngày ông bà mang chầu cao lên dạm ngõ cho cậu hai Vì bị hoãn lại để chọn ngày Nên mãi đến ngày cách ngày rỗ Bà nội cậu ba hơn 2 tháng Thì mọi người mới khăn gói lễ lạt lên thủ đô Buổi sáng Ông bà nói với cậu mợ cả Đã chuẩn bị cơ man đồ đạc để đi Vú ngọ thì xin về nhà, Cậu ba đi làm thì không được nghỉ Thành ra ở nhà chỉ còn tôi và con Hằng Ông bà vừa đi khuất Nó liền chạy xuống buồng tôi rồi nói Nụ ơi Ra vớt bèo đi Hôm nay không có bà ngọ Nên cô phải vớt 10 thúng bèo đấy Để chiều tôi đi vớt cũng được Giờ vừa mới ăn cơm xong Ôi giời Cô không thấy lợn nó đói rồi hả Hay cô muốn về bà chửi cho chết Tôi không đáp lời nó Nhưng vẫn phải mang thúng ra ao Thế nhưng lạ lùng thay Ao này bèo còn rất ít Mấy ngày trước còn nhiều lắm cơ mà Ngó nghiêng một hồi Cuối cùng tôi đành phải mang thúng ra ao lớn hơn ở phía xa Thế nhưng tôi cứ vừa đi vừa nghĩ Thái độ của con hàng lạ lắm Lẽ ra nó phải hận tôi đến chết chứ Sao lại có thể thế này Cửa buồng, nắp giếng, nắp bể tôi đã khóa chặt Và cầm chìa khóa đây rồi Nó muốn dở trò gì thì cũng khó Mà đống thuốc trong tủ của nó Cũng đã bị vú ngọ tịch thu dạo này còn bị quản chặt chắc chắn không ra ngoài được rốt cục thì nó định làm gì tôi cứ vừa đi vừa nghĩ rồi cuối cùng cũng đến ao to đột nhiên có một bóng đen lao đến đạp mạnh vào tôi một phát khiến tôi ngã nhào xuống ao cái ao này vừa rộng vừa to lại còn vừa sâu tôi bị bất ngờ nên chìm nghỉm xuống nước thế nhưng giây phút ngã xuống nước tôi mới như rực tỉnh đêm qua cậu ba có xuống buồng tôi lúc nói chuyện có nhắc đến vụ bơi lội cậu ba bảo ghét những người bơi giỏi vì bản thân cậu bơi rất rốt. Vì để chiều lòng cậu nên tôi giả vờ nói mình không biết bơi, còn nhận là mình bơi ngu nữa. Cậu biết tôi nói dối cho vui, còn hôn tôi mấy cái và lúc nói xong thì chợt thấy có bóng đen bên ngoài chạy vụt đi mất. Chẳng lẽ, chẳng lẽ do con hằng nghe được nên định hại tôi? Tôi vừa bật cười, vừa thầm nghĩ con này ngu thật vì nôn nóng muốn hại tôi quá mà không biết tôi bơi giỏi đến thế nào sao? nghĩ vậy tôi liền ngoi lên thế nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp con hằng rồi lúc vừa mới chỉ thò được đầu lên mặt nước còn chưa kịp nhìn rõ người đứng trên là ai thì tôi đã bị ăn một cú đập mạnh vào gáy khiến cơ thể ngất lịm đi rồi từ từ chìm hẳn xuống nước tôi không còn biết gì nữa chỉ thấy một màn đen đen kịt bao phủ trong đêm đen tôi thấy ngoại thấy thầy mẹ tôi đứng ở một cái hầm nhỏ có thứ ánh sáng chiếu vào ngoại nhìn tôi và xua tay nói nụ trở về đi mau về đi cháu sao ngoại lại đuổi tôi về cơ chứ ngoại có biết tôi nhớ ngoại và nhớ thầy mẹ đến thế nào không mà mới gặp đã đòi đuổi rồi tôi mặc kệ và lao về phía ngoại ánh sáng chói mắt khiến tôi nhắm nghiền mắt lại nhưng mới đi được nửa đường thì tôi đã bị ngoại quát về mau lên về mau đừng có đi theo ngoại nữa nghe lời ngoại đi mau lên nụ nụ tôi nghe tiếng gọi và tự dưng toàn thân lạnh ngắt tôi mở mắt ra khi vừa mở thì thấy cậu ba đang bế tôi chạy qua cánh đồng cảnh tượng này quen lắm tôi đưa tay chạm lên mặt cậu rồi hỏi cậu ba cậu ba có chuyện gì vậy cậu nhìn tôi cả người cậu ướt đẫm bỗng dưng tôi thấy mắt cậu đỏ hoe có thứ nước long lanh khẽ chảy qua khói mắt cậu hòa quyện với những giọt nước mắt còn vương trên mặt và rớt xuống miệng tôi mặn chát cậu cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn Môi cậu vừa lạnh lẽo vừa run rẩy Vừa hôn cậu vừa nói Nụ cô tỉnh rồi Cô tỉnh rồi sao Cô có biết là tôi lo thế nào không Lúc này tôi như mới sực nhớ ra mọi chuyện Lắp bóp định hỏi lại Thế nhưng còn chưa kịp cất lời Thì cậu lại hôn tôi rồi nói tiếp Đừng có nói gì cả Cô tỉnh là tốt rồi Đừng nói gì nữa Để tôi được ôm cô một lúc nữa thôi Tôi rất sợ Tôi nghe cậu nói đến đó Thì tự dưng nước mắt chảy ra không cần biết con hằng đã hại tôi thế nào ngay giây phút này tôi chỉ cảm thấy hình như tôi đã yêu cậu ba thật mất rồi cậu ba cứ ôm tôi qua mấy cánh đồng thì mới về đến nhà nhiều lúc nghĩ cậu ba cũng khỏe thật mấy lần cõng tôi bế tôi qua không biết bao chặng đường trời lúc này cũng bắt đầu nắng gay gắt cậu đặt tôi lên giường rồi lấy một chậu nước và lau người thay quần áo cho tôi tôi cứ để cậu muốn làm gì thì làm rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay đến khi có tiếng con hằng bên ngoài tôi mới tỉnh lại cậu ba còn chưa bao giờ hại nụ cả cũng không có ý hại cô ấy tại sao cậu không tin con chỉ có mày và nụ ở nhà không mày làm thì ai làm là cô ấy tự trượt chân ngã xuống ao chứ con làm gì đâu cô ấy ghét con nên tất nhiên muốn vụ oan giá họa cho con rồi mày câm mồm ngay đi nụ bơi rất giỏi nên không có chuyện chết đuối khi trượt chân ngã được đợi khi cô ấy tỉnh lại thì ta sẽ hỏi cho già nhẽ Tại, tại sao cậu không tin con được cơ chứ? Con ở cùng cậu mười mấy năm nay, trước kia cậu tin con, thương con lắm. Tại sao giờ cậu lại đổi thay như vậy? Ta không nói nhiều nữa. Nếu như mà mày còn dám dở trò lần nữa, thì mày biết cái kết cục thế nào rồi. Cút! Tôi thực sự sợ hãi vì độ chơi lì và độ mặt dày của con hằng. Sao nó có thể phủ hết mọi tội lỗi của nó bằng cái miệng đẹp đẽ ấy được cơ chứ? Bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi cậu ba bước vào. Cậu thấy tôi tỉnh thì liền hỏi Cô sao rồi Còn đau còn mệt chỗ nào không Có chỗ vai gáy vẫn đau chút thôi Nhưng mà không sao cả Cậu ngồi xuống bên giường Cứ thế tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi nói Nói cho tôi nghe đi Có chuyện gì đã xảy ra Tôi gật đầu và thuật lại mọi chuyện Nghe xong thì cậu ba siết chặt tay tôi Đầy tức giận và cậu gần giọng Mẹ kiếp Đến giờ nó vẫn còn chối Lúc này tôi mới sực ra mọi chuyện Liền hỏi lại Cậu ba Sao cậu tìm được tôi Từ sáng đi làm Đã nghĩ đến việc hôm nay cô ở nhà với con Hằng Thì tôi đã có linh cảm không lành rồi Nên là trưa tôi không ăn cơm ở bệnh viện Mà chạy về nhà thử Thì con Hằng đang lấm la lấm lét Từ phía sông nhà chạy về Tôi thấy vậy Liền chạy ra ao nhưng mà không thấy cô đâu cả Mãi mới thấy thúng bèo vứt ở ao to Còn thấy nổi bong bóng nước ở đấy Lúc đó thì chẳng nghĩ ngợi gì tôi nhảy xuống thì quả thực là cô cậu chưa dứt lời tôi liền nói xen vào chẳng phải là cậu không biết bơi sao ai bảo là tôi không biết bơi tôi từng tự nhận mình không biết bơi sao tôi nghe cậu ba nói bình thản mà hào húc miệng kinh ngạc tôi nhớ rõ ràng cậu không biết bơi mà còn phải tôi cứu cơ mà hay hay là cậu ấy lừa tôi cậu thấy mặt tôi đần thối ra thì cười và nói tiếp hồi nhỏ tôi từng bị đuối nước nên có sợ nước nhưng mà sau đó thì tôi quyết tâm học bơi chắc gì cô đã giỏi bằng tôi cậu vậy là lần trước cậu lừa tôi sao không lừa sao cô hôn tôi mãnh liệt như vậy được cậu thực sự tôi chả dám nghĩ là cậu ba lại lưu manh như vậy thế nhưng cậu chả thèm xin lỗi tôi lấy một lời mà vuốt những sợi tóc trên mặt tôi rồi khẽ nói con hằng nó mưu mô quá tôi e cẩn thận thôi thì chẳng đủ vì nó chuyên đánh lén mà giờ nó có chữa thì cũng chẳng ai làm được gì nó Nói thực là thầy mẹ tôi thì quá khát cháu Lại chả có chứng cớ gì Nên nói cũng vô ích Với lại trong mắt họ Cô cũng chưa có tiếng nói Nên khó mà họ để tâm Giờ chỉ mong mau đến ngày nó đẻ Rồi tống cổ nó đi Để đứa bé cho chị Quỳnh Chị ấy nuôi thôi Mà cứ như thế này tôi đi làm chẳng thể yên lòng một chút nào cả Tôi nhìn cậu Và tự dưng sống mũi cay xè Cả đời này lâu lắm rồi mới có người lo cho tôi nhiều như vậy cậu đi làm kiếm tiền mà tôi ở nhà còn khiến cậu không yên tôi nghĩ bản thân vô dụng quá tôi thở dài và đáp cậu ba do hôm nay tôi bất cẩn từ lần sau tôi sẽ chú ý hơn cậu đừng có vì tôi mà lo lắng rồi ảnh hưởng đến công việc mà mà con hằng hình như nó biết chuyện của tôi với cậu rồi tôi sợ biết thì cũng biết rồi giờ lo có được gì thực lòng tôi cũng hơi sốt ruột sao mãi cô chưa có bầu nhỉ nếu mà cô có bầu thì thầy mẹ tôi phát hiện ra chuyện này cũng không sao chỉ sợ cô không có người chịu thiệt thòi nhất là cô vậy bây giờ phải làm sao hỏi cậu hay là từ nay cậu đừng xuống đây nữa không xuống cũng đâu có được không xuống sao sản xuất được ra sản phẩm cậu ba đúng là chẳng nghiêm túc được chút nào cậu hôn lên má tôi một cái rồi nói tiếp thôi thứ hai tôi qua bệnh viện lấy cho cô ít thuốc bổ về uống xem sao không được cách này thì tôi bày cách khác vâng nhưng mà cậu cũng đi lên nhà đi không tí con hằng nó qua qua thì làm gì được chứ nó cũng có bằng chứng đâu mà phải lo với lại cô yên tâm đi có tôi cô cũng không phải sợ chết cùng chết sống cùng sống tôi bật cười cậu nói vậy chứ sao công tử như cậu chết cùng tôi được chuyện này mà vỡ lở chỉ có mình tôi chết thôi nhưng tôi cũng thấy lòng mình tự dưng an tâm hơn hẳn thôi thì cứ để mặc kệ có khi lại hay cậu để tôi nằm xoay người và bóp phần gáy cho tôi tay cậu dẻo lắm chạm vào đến đâu thì đỡ đau đến đấy vừa bóp còn vừa hát cho tôi nghe nữa chứ tôi nằm nghe cậu hát rồi ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh dậy thì trời đã sầm tối giờ này ông bà chắc cũng sắp về vú ngọ thì mai mới lên dù cổ tôi còn hơi đau nhức nhưng tôi liền bật dậy và chạy ra bếp định nấu cơm thế nhưng vừa mới đến cửa bếp thì đã thấy cậu ba đang lụi cụi đẩy củi vào lò mùi thịt kho bốc lên thơm nước tôi nhìn nồi cơm dưới chân cậu và nhìn sang cả địa rau muống được luộc xanh mướt mà không hiểu vì khói bếp hay xúc động mà sống mũi tôi cay xè mãi mà không thốt nên lời không cần xúc động vậy đâu nhặt bát lên sập đi chắc thầy mẹ tôi sắp về tới nơi rồi tôi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi cậu ba con hàng đâu rồi? Tôi khóa trái buồng nó từ trưa rồi. À, bảo sao tôi không thấy nó làm phiền. Đúng là con này chỉ có nhốt lại thì mới yên tâm. Nhưng mà ông bà sắp về rồi. Cậu mở cửa đi, không nó lại lưu loa lên đó. Ừ, thế cô nhặt bát lên đi. Tôi lên mở cửa buồng nó ra. Tôi gật đầu và ngon ngoãn nghe theo lời cậu. Khi cậu vừa lên mở cửa buồng thì bên ngoài cũng có tiếng xôn xao của ông bà và cậu mợ cả. Hôm nay hú hồn, suýt nữa thì chết, cứ tưởng không gặp được mở cả Tự dưng lại thấy nhớ mở Nhân lúc ông bà vào hẳn nhà Tôi liền chạy ra ôm chầm lấy mở Mở cả thấy tôi như vậy Thì đẩy ra và gắt lên Mày điên hả? Ôm ốc, nóng bức chết đi được Tôi bật cười và xách đồ vào trong cho mợ Đột nhiên tôi thấy mợ nôn Và chạy ra giếng nôn khan Tôi cũng chạy theo rồi hỏi Mợ, mợ sao thế? Say xe Nhìn mặt mợ tái xanh cả lại Tính ra từ ngày mợ sởi thai cũng được 4 tháng rồi Tôi chợt cười cười và hỏi Mợ hay là mợ có chữa rồi Mợ nhìn tôi và hơi sững lại một chút Nhưng sau đó gạt đi ngay Chữa đè gì Tao say xe thôi Thôi mày lên nhà dọn cơm đi Tao rửa mặt rồi ra ăn Mà sao của mày lại tím lên thế kia hả Tôi liếc nhìn con hàng ngồi trong sân Dù sao mợ cả cũng là đồng minh với tôi Thế nên tôi liền nói nhỏ vào tay mợ và thuật lại mọi chuyện ban sáng. Mợ cả nhìn tôi, không hiểu sao mũi mợ đỏ ửng lên, một lúc sau mợ mới đáp. Con này có chết cũng không hết thói ác, mày cũng ngu cơ, nó ở nhà một mình thì mày phải cẩn thận chứ. Thì lúc đó con cũng không để ý. Thôi vào ăn cơm đi, không tí ông bà lại chửi. Tôi gật đầu và đi vào nhà dọn cơm rồi mời ông bà ra. Cụ cố mấy hôm nay đi lên phố chơi với ông cô ruột cậu ba chưa về, thành ra không cần dọn cơm lên nhà cho cụ mợ cả ra thì thấy bát canh rau muống liền vắt hai quả chanh lận vào bà quế thấy thế thì trao mày nói con này dở người à một quả đã chua lắm rồi còn vắt hai quả nữa mợ cả lấy muôi múc canh ra bát húp thử rồi cười nói chanh này có chua đâu hả mẹ nãy vắt một quả chả thấy chua gì còn mới vắt hai quả mà vắt rồi cũng chả chua nữa nói rồi mợ còn cho miếng chanh vắt dở vào miệng nhai ngon lành Mợ cả lạ thật, vừa nôn khan lại còn ăn chua. Tự dưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm mợ có chữa. Sao mợ không dám tin vào điều này cơ chứ? Còn hàng nhìn mợ dò xét, hình như nó cũng linh tính được điều gì. Mợ cả mà có chữa thì là phước lành, nhưng lần này có chữa chắc chắn phải cẩn thận hết sức với con yêu nghiệt kia. Ông bà hình như chả để ý đến điều đó vì còn đang bận nói về đám cưới của chị Hà với cậu Minh tháng sau. Nghe nói hôm nay lên nhà chị Hà Ông bà ưng lắm Nhà chị toàn là người gia giáo Lại là dân thủ đô nữa Nên ông bà càng thích Đấy, cỡ như chị Hà, như mợ cả Mới xứng làm dâu của ông bà Chứ cái con nhà quê rách nát như tôi Thì sao mà xứng Tôi cứ vừa nghe, vừa thở dài thườn thượt Ăn cơm và dọn dẹp xong Tôi có nói với mợ cả linh cảm của mình Nhưng mợ cả luôn miệng gạt đi Chẳng còn cách nào khác Tôi đành phải cá cược với mợ Mai tôi mua que thử về để cho mợ thử Thế nhưng mợ chả thèm để tâm tới lời tôi nói Mà đuổi tôi về buồn Tôi nằm thẫn thờ ở giường Chẳng hiểu sao lòng cứ nặng chịu Vừa nghĩ đến chuyện chị Hà sắp về làm dâu rồi ở hẳn đây Rồi lại nghĩ đến chuyện mở cả Chẳng biết có trở thật hay không Hay là do mợ hy vọng quá nhiều Để rồi thất vọng Nên mợ đã không còn tin vào điều đó Đêm ấy cậu ba không xuống Cũng may do tôi mệt Nên nằm một chút thì đã thiếp đi Sáng hôm sau đang còn miên man trong cơn mơ Tôi đã thấy mợ cả đập cửa gào lên Nụ ơi Mấy giờ rồi hả nụ Sao ngày nào cũng như ngày nào Mày ngủ trước mắt lên như vậy Dậy mau lên Tiếng mợ cả the thế gọi Khiến tôi bật dậy như cái máy Trời đã nắng trói trăng rồi cơ đấy Vừa mở cửa mợ đã hỏi Này sao dạo này mày ngủ kinh thế Cả ngày càng ngủ đẫy ra Biết là tuổi ăn tuổi lớn rồi Nhưng mà tao thấy dạo này mày ngủ hơi nhiều đấy nhá Ừ Bình thường tôi cũng ngủ hơi muộn so với mợ thật, nhưng mà hôm nay sao tôi ngủ ghê thế nhỉ? Định biện minh là do hôm qua mệt, mợ cả đã lôi tôi sành sạch lên buồng rồi nói. Này, sắp cưới thằng Minh đấy, tao định đi may ít quần áo diện cho đẹp, đống quần áo này cho mày đấy. Tôi nhận lấy đống quần áo mợ cả cho, định cảm ơn, thì tự dưng mợ cả nôn ẹ mấy cái, rồi chạy ra giếng. Tôi cũng chạy theo mợ ra ngoài, thấy mợ nôn mà không hiểu sao, tôi cũng không kìm được lại nôn theo mợ cả đột nhiên quay sang tôi rồi nói này con nụ mày bị sao thế hả con con thấy mợ nôn con không chịu được thế nhưng mợ cả dường như không để ý tới điều đó mợ kéo mạnh tay tôi về phía mợ rồi thì thầm ngày mấy là ngày kinh của mày tôi nghe xong lúc này như mới sực tỉnh tính ra hôm nay là ngày kinh thứ ba rồi mà đến giờ vẫn chưa có gì không hiểu sao mợ hỏi đến đó thì tôi bất giác đưa tay lên bụng, mở cả ngó nghiêng xung quanh, nhưng rồi mở không nói gì nữa, mà đi về buồng mở và vứt đống quần áo cho tôi rồi nói. Mày mang quần áo về buồng đi, vú ngọ tí nấu cơm cũng được, về nghỉ ngơi đi, tí ăn cơm xong mang sách toán lên, tao dạy cho. Tôi cũng không biết thái độ của mợ cả là như thế nào, nhưng tôi vẫn gật đầu và đi về buồng của tôi. Lúc đang gấp quần áo, tôi chợt thấy trên buồng cậu ba có tiếng thì thầm to nhỏ, con Hằng từ sáng đi với bà lên huyện để khám thai không có nhà. Ông với cậu cả thì ở ngoài sườn gỗ, chỉ có tôi, mợ cả và cậu ba ở nhà. Từ lúc mợ cả hỏi ngày kinh, tôi cứ cảm thấy bụng dạ như thế nào ấy. Không biết là do tôi ảo tưởng hay không, mà tôi lại có cảm giác có một sự sống đang ở đó. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn và thơ thần chẳng thể làm nổi việc gì. Cho đến khi con Hằng về, tôi thấy mặt nó buồn thiêu, bà thì cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc ngồi trên sập thì bà khẽ nói Thế mà lần trước mày nói với tao Là mày có chữa con trai Con Hằng nghe vậy Thì quỳ sụp xuống và đáp Rõ ràng lần đó Bác sĩ bảo khả năng là con trai Mà bà chắc chắc lần này siêu âm sai thôi Lần sau mình thử đi viện khác xem sao bà Bà hất nguyên chén nước trà Nguội tanh vào mặt nó và rít lên Rõ ràng là con gái như vậy rồi Còn siêu âm cái gì nữa Bà không chắc chắn người ta chẩn đoán nhầm thôi tôi nhìn bà và tự dưng thót tim lại mở cả đang đứng trong buồng liền nói vọng ra có chuyện gì vậy hả mẹ bà gọi mở ra rồi nói con ôn này nó có chở con gái nhưng mà mồm thì cứ xem xét là con trai hôm nay đi siêu âm rõ rành ra rồi mà nó vẫn cãi cho được mở cả nhận giấy siêu âm của bà đưa và cười đáp thế ví dụ sau này mấy đứa con dâu đẻ con gái mẹ cũng không chấp nhận à không phải là không chấp nhận Nhưng mà cái con ôn nghiệt này Thì đãi mồm rằng con nó là con trai Cháu đích tôn nhà họ Nguyễn Giờ lói ra gái À tôi hiểu tâm lý này của bà Thực ra ở đây vẫn còn nặng nề Về vấn đề nam nữ Bà đã mong có cháu sẵn rồi Lại được thêm nó tiêm vào đầu là nó là con trai Nên bà càng hy vọng Ông bà không đối xử tệ bạc với nó Cũng là vì nghĩ đến máu mủ ruột thịt trong bụng là cháu trai Giờ thì hay rồi Đi siêu âm lại tòi ra con gái Kể mà ngay từ đầu nó không nói Có khi bà trả giận đến mức như vậy Bà xua tay nó và nói Thôi mày cút về buồng đi Từ nay còn nói dối nữa Thì đừng có trách bà Con Hằng nhìn bà cố giải thích mấy câu Nhưng bà chả thèm nghe nữa Mở cả thì nhìn chăm chăm vào tờ giấy siêu âm rồi nói Con thì con Cũng chỉ mong có được mụn con thôi Trai gái gì cũng được rất Bà nhìn mợ một lúc rồi thở dài đến giờ vẫn chưa có gì à? chưa à? thấy mợ nói vậy bà cũng không nói gì nữa mà đi về buồn, mợ cả cũng thở dài và bỏ đi. tôi chẳng biết làm gì cũng đi về. đến tối mấy hôm sau đó khi tôi đang nằm xoa bụng thì cậu ba xuống gõ cửa. tôi nghe giọng cậu không hiểu sao lại run rẩy cả người. sao cậu ba lại xuống giờ này cơ chứ? thế nhưng cậu cứ lèo nhèo mãi ngoài cửa. chẳng còn cách nào khác tôi đành mở then cài. cậu ba đi vào. Tôi còn chưa kịp nói gì Thì cậu đã đưa cho tôi một chiếc que thử thai rồi nói Thử thai mau lên Tôi hà hốc mồm kinh ngạc Cậu lại nói Nghe chị cả nói cô có biểu hiện giống như chửa lắm Thử xem thế nào đi Nếu có thì tốt Tôi nhận lấy Thế nhưng còn chưa kịp thử Thì bên ngoài đã có tiếng hét lớn của con Hằng Ông bà ơi Ông bà xuống đây mà xem Con nụ, con nụ nó gian díu với cậu ba Nó quyến rũ cậu ba đây này Nghe tiếng con hằng người tôi run lên bần bật, bật Sau đó tôi đẩy cậu ba ra ngoài Thế nhưng cậu ba bình thản giật lấy Quay thử thai và đút vào túi áo Sau đó cậu nói Muộn rồi không kịp nữa đâu mà đẩy làm gì Cậu vừa dứt lời Thì bên ngoài có tiếng ông bà đẩy cửa xông vào Ông cầm chiếc roi thừng rồi rít lên Thằng ba con nụ Chúng mày Chúng mày tính làm bại hoại gia phong của cái nhà này nữa hay sao Một con hàng vẫn còn chưa đủ nữa hả hay máy tính theo con hàng leo lên làm mợ ba hà nụ. Một câu ông nói là một lần ông quất roi về phía tôi. Thế nhưng tôi còn chưa kịp né, cậu ba đã lao vào ôm chặt lấy tôi, rồi hứng chọn trận đòn roi từ ông. Tiếng roi vun vút, quần vào từng thớ ra thớ thịt cậu. Tôi để cậu ra, thì cậu càng siết chặt và che chở cho tôi. Ông thấy vậy thì gào lên. Được rồi, mày muốn bênh nó chứ gì? Hôm nay tao cho mày chết luôn. Bà dù giận, nhưng thấy con trai cưng bị đánh Liền giữ tay ông rồi nói Ông, ông đánh thế thì nó chết thật đấy Cho nó chết luôn đi Tôi vô phúc mới có thằng con trai ngu đần thế này Ăn ở với ai không ăn ở Ăn ở với cái thứ bỏ đi của anh trai mày à Tôi không chịu nổi Khi thấy cậu ba bị đánh Nước mắt tôi cứ ẩn ẩn tuôn ra Ông bà đánh tôi, tôi cũng chịu Sao lại đánh cậu làm gì cơ chứ Mà sao cậu ngốc thế Giữ chặt tôi thế này Thì làm sao mà tôi thoát nổi Ông dơ roi lên định vụt tiếp Thì cậu ba liền nói lớn Thầy mẹ từ từ nghe con nói đã Còn có chuyện quan trọng muốn nói Thế nhưng ông làm gì nghe Ông còn vụt thêm mấy cái Khiến ra thịt cậu dớm máu Và thấm ra cả chiếc áo trắng đang mặc Mở cả lúc bấy giờ mới chạy đến Và giữ tay ông rồi nói Thầy, thầy bình tĩnh Nghe xem thằng ba nó nói cái gì Chị nhìn nó như thế này Còn gì để nghe nữa đây Thì thầy cứ bình tĩnh đã giờ đánh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì thử nghe xem chú ấy nói thế nào dù sao thì đêm nay hai đứa nó cũng có thoát được đâu ông nghe mợ cả nói vậy thì đáp sợi roi thường xuống đất và hai mắt long lên sòng sọc không nói thêm gì nữa lúc bấy giờ cậu ba mới hơi thả lòng người và điềm tĩnh nói thầy mẹ đúng đúng là con với nụ đang yêu nhau yêu nhau ông nghe cậu ba nói thì lại rít lên cậu gật đầu và khẳng định lại một lần nữa Vâng, là yêu nhau ạ. À? Mày điên rồi hả quân? Mày có ăn ngủ với nó thì ta cũng cho mày là bồng bột. Chứ hả cớ gì mà mày yêu nó? Mày được nuôi dạy bao nhiêu năm sao lại ngu thế hả trời? Sao mày ngu thế hả quân? Mày có biết nó từng được lấy về để đẻ thuê cho anh mày không? Mà giờ mày bảo mày yêu nó. Mày làm bác sĩ lại đi yêu một con ở đỡ đã không xứng. Lại còn một con ở đỡ không còn trinh tiết hả? Tôi hiểu. Ít nhất như con Hằng nó có ngủ với cậu cả thì vẫn là trao lần đầu cho cậu ta. Và lại dẫu sao cũng chỉ là làm lẽ. Còn tôi đến tư cách làm lẽ cũng chẳng có. Thế mà cậu ba vẫn không nao núng. Cậu nhìn về phía cậu quyền và đáp. Thực ra, nụ vẫn còn trinh tiết. Lúc còn ngủ với cô ấy, cô ấy vẫn còn trinh tiết. Nghe cậu nói xong, thì ông bà lại càng kinh ngạc nhìn tôi. Thế nhưng chuyện này làm sao ông bà tin nổi cơ chứ? Cậu quyền nãy giờ im lặng, thì bất chợt nói. Hàng quân nó nói đúng đấy. Con con chưa từng làm gì nụ cả, cô ấy vẫn là gái trinh. Mày nói cái gì vậy hả Quyên đến mày cũng bị sảng giống nó hả? Không, thầy bình tĩnh nghe con nói. Thực ra lúc ấy nụ về, hôm đầu tiên xuống cô ấy đã từ chối con. Hôm ấy đã không xảy ra chuyện gì cả. Vậy còn cái khăn dính máu là vì đâu mà có? Là cô ấy tự cắt tay rồi thấm máu ra khăn. Những ngày sau đó, con con cũng không hề làm gì cô ấy. Nói thật là con chỉ từng ngủ với hai người, là vợ con và con Hằng. Còn với nụ, con chỉ xuống đấy cho có, để thầy mẹ yên tâm thôi. Chứ không thầy mẹ nghĩ xem, tại sao con với cô ấy ân ái bao nhiêu lâu nay, cô ấy lại không có thai. Những lời con nói hoàn toàn là thật. Mấy lần con xuống buồng cô nụ, xong con toàn sang buồng của con Hằng. Chứ con có ở đó đâu. Vậy nên mới xảy ra cơ sự là để con Hằng anh bụng ra đấy. Con biết là thầy mẹ không tin, nhưng đó là sự thật. Thằng ba nó ngủ với nụ, còn trinh hay không thì nó phải biết chứ thầy mẹ nghĩ nó sẽ yêu một cô gái không còn trong trắng sao ông nhìn bà bà lại nhìn ông cậu ba liền tiếp lời cậu cả thầy mẹ thực sự là nụ vẫn còn trinh trắng hôm đầu tiên ngủ ở dưới giường ra máu con phải tháo ngay để cô ấy đi giặt sợ bị phát hiện tôi liếc nhìn con hằng mặt nó đã không còn vẻ đắc ý như ban nãy nữa nó định nói gì đó thì ông đã nói việc con nụ còn trinh cứ cho là thật nhưng tao cũng không chấp nhận cho mày yêu hay lấy nó Cậu ba nghe xong thì đáp Nhưng mà bây giờ cô ấy có chữa rồi Không cho thì con cũng phải lấy Và lại con đã khiến cho cô ấy mất đi cái ngàn vàng Thì con phải có trách nhiệm Lúc này thì chẳng những ông bà Mà cả con Hằng cũng há hốc miệng kinh ngạc Bà lao thẳng về phía tôi và lắp bắp nói Mày, mày có chữa từ bao giờ? Mở cả lúc bấy giờ mới xen vào nó có chữa chắc cũng được hơn 2 tháng rồi Mà toàn ngén ngủ thôi Khả năng con này chữa con trai Ông bà lúc này mặt đã nguôi dần đi Còn Hằng tức giận nói Mợ cả Mợ đừng có nói bừa Mợ lấy bằng chứng gì là con nụ có chữa Mà lấy bằng chứng gì nó chữa con trai chứ Đây không phải là việc của mày Từ bao giờ cái mõm chó của mày Được phép xen vào chuyện của nhà tao vậy Con vì muốn Vì muốn nghĩ cho cậu ba Mày có chữa với cậu quyền mà lại muốn nghĩ cho cậu ba sao nghe mợ cả nói vậy thì con hằng im bặt miệng mợ đưa trong bà cái que thử thai rồi nói thầy mẹ que thử thai của con nụ đây nó chửa là cái chắc rồi hai vạch rõ ràng thế cơ mà tôi sửng sốt nhìn chiếc que thử thai trên tay mợ cả và không dám tin mai con sẽ đưa nó ra huyện khám với siêu âm xem sao giờ nó cũng chửa rồi mà cũng là trao lần đầu cho thằng ba thầy mẹ thầy mẹ xem thế nào tính toán cho nó bà nhận lấy que thử thai và run run nhìn ông ông nhắm nghiền mắt và bậm môi nói con nụ có chửa thì làm lẽ như con hằng cậu ba nghe như vậy liền phản bác không con không lấy hai vợ đâu con làm bác sĩ chứ không phải như ở quê như anh cả mà lấy hai vợ được nếu mà con lấy hai vợ thì sẽ bị kỷ luật thậm chí bị ra khỏi biên chế sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của con Thầy mẹ lấy cô ấy về cho anh cả Chuyện đấy có ai biết đâu Thầy mẹ át hẳn cũng chả sợ điều tiếng gì Rồi sao không cho con lấy chứ Vậy thì đợi con nụ đẻ Lấy con của nó rồi đuổi nó đi Sau đó mày lấy vợ khác Không phải tao sợ điều tiếng Mà vì nó không muốn đăng hộ đối Thầy như vậy lại càng không được Thầy xem sao có thể chia cắt tình mẫu tử Của cô ấy và đứa trẻ được cơ chứ Huống hổ còn chỉ yêu Và chỉ chấp nhận lấy một mình nụ làm vợ Nếu không Cả đời này con không lấy ai nữa Thằng mất dậy Mày thích cãi lại đúng không Hay mày để tao phải từ mặt mày Thầy đừng có ép con Hôn nhân đại sự cho con được chọn người con yêu Đây đâu phải là thời xưa Mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Quân nuôi mày bao nhiêu năm Giờ mày chống đối lại hả Mày lấy nó Thì tao với mẹ mày chết đi cho mày hà long hà dạ Cậu ba nhìn ông Và bất chợt cùi xuống van xin Thầy con xin thầy Ngày xưa thầy lấy mẹ con Cũng như con giờ lấy nụ Sao thầy làm khó con làm gì hả thầy Nếu vậy Con chết đi Con chết đi cho thầy vừa lòng Nói đến đâu Thì cậu ba lao thẳng về phía vách tường đánh dầm một cái Một thứ nước đỏ chảy ròng ròng trên trán cậu chảy xuống thái dương Lẽ ra thấy cảnh tượng này tôi phải khóc Nhưng tôi thừa biết Mấy cái màu đỏ kia là mực bút Khi nãy cậu quyền nói chuyện Và nhân lúc ông bà với con hàng không để ý Cậu đã nhanh tay hất một chút lên đó Ông bà thấy vậy thì lao đến ôm lấy cậu. Cậu hé mắt thiểu thảo nói. Con, con xin thầy cho con được lấy nụ. Bà ôm cậu khóc hu hu, còn ông thì mắt đỏ hoe. Cuối cùng ông liền nói. Cho con nụ lấy mày cũng được, với điều kiện nó đẻ được con trai. Còn nếu nó đẻ con gái thì nó sẽ phải cút khỏi nhà này. Cậu nghe xong gật đầu cái rụp rồi đứng thẳng dậy và nói. Vâng, thầy hứa rồi đấy nhé. Ông thấy cậu vừa nằm sóng xoài, giờ đã đứng liền rít lên. Mày, thằng mất dậy, mày lừa thầy mẹ hả? Không, con có lừa gì đâu thầy. Con bị đau ở đầu, chứ có đau ở chân tay đâu. Con là bác sĩ mà, tí con tự sẽ băng bó được. Ông bà bất lực nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt, sau đó quay sang nói. Tao nói rồi, đẻ con trai tao mới chấp nhận, còn đẻ con gái thì thôi, đẻ xong cút đi biết chưa? Con Hằng đứng ở vách tường, mặt mũi lúc này vẫn chưa hết sửng sốt cũng đúng thôi nó hẳn đang sửng sốt vì tôi có chữa. vì nó không ngờ tình huống này lặp lại y như nó nó cũng không ngờ cậu ba lại bảo vệ tôi như vậy trả bù cho cậu cả đổ lỗi cho nó hết ông bà chửi tôi thêm mấy câu nữa và sau đó bà lấy băng gạc đưa cho cậu ba rồi đi lên nhà còn hằng cũng lững thững đi về phía buồng lúc này chỉ còn lại cậu cả mợ cả và cậu ba cùng tôi ở đây mợ cả lao về phía tôi rồi hỏi vừa có bị đánh vào đâu không con không tôi nhìn mợ rồi bất chợt nghẹn ngào nói con con cảm ơn mợ cảm ơn cái gì mợ không nói con cũng biết mà chuyện hôm nay cậu quyền đứng ra nói những lời ban nãy chắc chắn là do mợ mợ cả nghe vậy thì bịt miệng tôi rồi đáp tai vách mạch rừng biết thế thì để trong bụng đừng có nói ra mai tao dẫn đi khám thai nhưng mà mợ lấy que thử ở đâu vậy? Nước tiểu của con Hằng. Mợ ngừng lại nhìn cậu ba rồi nói tiếp. Thôi, hai đứa chúng mày đi nói chuyện đi. Tao lên nhà. Mới qua đây được một ải thôi. Bây giờ còn nhiều thử thách lắm. Nhưng mà yên tâm đi. Tao sẽ bảo vệ mày. Nghe mợ cả nói tôi cảm động và suýt khóc. Tôi định nói cảm ơn mợ. Thì mợ đã kéo cậu cả lên nhà. Dưới căn buồng nhỏ chỉ còn tôi và cậu ba. Cậu đưa tay quyệt đống mực tèm nhem trên mặt rồi cười nói thế này cũng tốt nhỉ từ nay được công khai tự do tôi đấm thủm thụp cậu mấy cái rồi đáp lại tự do cái gì ông bà muốn có cháu trai nên mới dễ dàng như vậy nhưng mà chẳng may đứa bé trong bụng tôi là con gái thì sao đừng lo tôi sẽ có cách hết kiểu gì cũng có cách không lo sao được cơ chứ cậu ba nói chuyện có vẻ dễ dàng thật đấy cậu làm như kiểu là muốn biến gái thành trai cũng được ngay và lại chắc gì tôi đã có chữa Còn chưa thử cơ mà Ông bà mà biết tôi nói dối Ông bà sẽ giết chết tôi mất Hình như cậu ba biết được những suy nghĩ trong lòng tôi Cậu liền nói Tôi bảo rồi Cô đừng có lo Nếu mà giờ chưa có thì mình làm cho có Nếu có rồi mà là con trai thì không cần lo Mà nếu lỡ là con gái Thì tôi sẽ có cách Cậu, cậu định tráo đổi con tôi sao Không phải Tôi sẽ nhận một bé trai khác rồi nói đó là con trai của hai đứa mình. Cô đẻ song sinh một nam một nữ. Cậu, cậu kiếm đâu ra được chứ? Cô không thấy giờ rất nhiều người đẻ con ra không có điều kiện nuôi, đều đem cho hả? Tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện, từ trên trung ương xuống. Tôi nghe cậu ba nói cũng hợp lý và lòng tôi bắt đầu nguôi ngoai, thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Ngày mai mở cả đưa tôi đi siêu âm, rồi nếu không có thì về ăn nói với ông bà ra sao? càng nghĩ tôi càng thấy có quá nhiều vấn đề nhờ ông bà khát cháu tôi mới vượt qua được cửa ải này còn nếu không làm mát cơn khát ấy tôi cũng khó mà sống sót lắm cậu ba nhìn tôi và bế thốc tôi lên giường rồi nói nụ có chết thì tôi với cô cùng chết thế đã được chưa cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi lúc này tôi mới sực nhớ ra ban nãy cậu ba bị ông đánh rớm cả máu không hiểu sao nước mắt nước mũi tôi cứ chảy ra khổ thân cậu quá dù sao cũng đường đường là đại công tử Vậy mà cậu lại chịu khổ vì tôi Cậu ba dục tôi ra giếng rửa mặt Còn cậu thì đi lên nhà và thay quần áo Và lấy ít thuốc xuống cho tôi sức cho cậu Trăng đêm nay lại sáng vảnh vạnh Tôi rửa mặt xong thì trở lại buồn Lúc đi qua chỗ con hằng Đột nhiên tôi nghe tiếng đập phá Rồi tiếng vú ngọ cất lên Con điên này Đêm hôm rồi mày không ngủ Mày đập phá cái gì Nhà này của bà hả Mà bà lên tiếng Bà cũng chỉ là cái thứ ở đỡ từ nhà bên kia sang Có quyền gì mà mắng nhức tôi Mày không phải thách tao Mày có tin tao gọi ông bà xuống Và rụng răng mày không hả Vũ nói xong câu đó Thì tôi thấy con hàng im bặt Bình thường con này cũng giả tạo kinh lắm Chắc hôm nay uất ức quá Nên mới để bản thân mất kiểm soát như vậy Tôi bật cười và đi về buồn Lúc về đã thấy cậu ba cởi chân Và nằm dài trên giường Nghe tiếng bước chân cậu liền nói Nụ bôi thuốc cho tôi nhé. Tôi nhìn những vết lằn dì máu trên lưng cậu mà sống mũi cay cay. Tôi bôi thuốc đến đâu mà tôi cứ xót hết lòng hết dạ đến đấy. Ông đánh cũng ác thật, chả kiêng nể gì con trai cả. Bôi xong cậu liền xoay người và ôm chặt lấy tôi rồi nói. Từ nay tôi gọi cô là mợ nhé, mợ ba ấy. Tôi nghe cậu nói thì ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại gọi tôi như vậy? Dù sao thì cũng sắp thành vợ thành chồng rồi gọi cho quen đi phía trước vẫn còn nhiều sóng gió lắm nhưng khi nghe cậu nói vậy tôi vẫn thấy ngọt ngào kinh khủng tôi đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán cậu rồi nói nhưng sao không gọi anh em mà lại gọi là cậu mợ tôi thích thế nghe cậu mợ mới tình cảm cậu đều thật đấy rõ là cậu sống còn hiện đại hơn mọi người mà lại thích gọi là cậu mợ hả đến mợ quỳnh với cậu quyền còn gọi nhau là anh em mà ơ ờ, hay thì kệ họ chứ Tôi là tôi sao phải so sánh với ai Ừ thì thôi Cậu thích thì tôi chiều Mà cậu Sao cậu không về buồn ngủ Mà chưa xuống đây làm gì Ông bà còn chưa hết giận mà Đằng nào cũng biết rồi Giận dỗi tôi cũng mặc kệ Tôi ngủ với vợ tôi Chưa có ngủ với ai đâu mà sợ Nhưng mà hình như ông chẳng ưng tôi lắm đâu Nói thế thôi Chứ thầy tôi cũng không khó lắm đâu Mẹ tôi trước kia cũng là ở đợ mà sau đó ông lấy luôn mẹ Rồi cho ông nội và cả bà nội ngăn cấm ghê lắm Nhưng sau này mẹ tôi về quán xuyến mọi việc Cuối cùng ông bà nội tôi cũng chấp nhận Tôi nghĩ thầy tôi sợ ông nội nhắc lại chuyện trước kia Rồi lại xỉa sói mẹ tôi Chứ chắc thầy tôi cũng chả phải ghét bỏ gì cô đâu À Mà hôm nay lần đầu tiên Tôi thấy cậu quyền hữu dụng đấy Chắc là ngày mai tôi phải mời mợ cả ăn chè cảm ơn mới được Khiếp Kẹt xỉ thế Người ta giúp mình chuyện to mà mình mời người ta ăn chè. Nhưng mà tôi không có tiền. Mai tôi cho, cho thêm tiền mai theo chị cả lên huyện mà mua ít quần áo mà mặc, mà mua thì đừng có mua cái nào bó cả người lại. Tôi bật cười và định từ chối thì cậu đã đặt lên cánh môi thơm mềm của cậu lên môi tôi, rồi khẽ nói: "Ngủ đi, tôi mệt quá rồi." Và rồi sáng hôm sau cũng thế, còn đang ôm cậu ba ngủ thì có tiếng đập cửa rầm rầm của mợ cả. Khổ thật, mợ cả lúc nào cũng thế lúc nào cũng dậy sớm nhất cả nhà. Thành quen rồi, nên thành ra mợ thấy tôi ngủ muộn. Tôi dậy đạp cậu ba mấy cái rồi nói. Dậy đi cậu, dậy mau lên. Tiếng mợ cả ở ngoài rít lên. Ngày nào tao cũng gọi như gọi đò, mà mày vẫn không thèm dậy hả? Cậu ba nghe vậy thì luống cuống bật dậy, sò quần dài với áo, rồi đi ra ngoài mở thêm cài. Mợ cả nhìn thấy cậu thì trêu Khiếp quá, còn chưa cưới xin gì. Anh chị bây giờ sống hiện đại thật, Chả bù cho tôi ngày xưa. Cậu thấy mợ cả trêu, liền chạy vụt lên nhà. Tôi thì vừa mặc quần áo xong, mợ cả lại nói. Cái thằng kia hôm nào nó cũng mặc quần ngược như thế. Hôm nay lại còn mặc cả áo ngược nữa. Chưa kịp nhắc thì nó đã đi rồi. Tôi nghe xong ngớ người ra, định chạy lên nhắc cậu, thì đã thấy tiếng bà the thế. Thầy nói là thầy chấp nhận con nụ làm dâu, nếu đứa con trong bụng nó là con trai. Chưa gì mà mày đã ngủ dưới đấy cả đêm là sao hả? Rồi sao mà mặc cả quần áo ngược thế này Thằng này giết rồi Trả ra dáng bác sĩ nữa rồi đấy Vào thay ngay quần đi Bà chửi đến đâu thì mặt tôi đỏ đến đó Vừa đỏ mặt lại còn vừa buồn cười Mợ cả gọi vú ngọ ra Giận dò trông chừng con hằng Sau đó vào xin phép bà mang tôi lên huyện đi siêu âm Cậu bà cũng tiện đường đi làm Nên ba người bắt taxi đi luôn Đến nơi cậu ba trả thèm về khoa Cậu theo mợ cả lẹo đẽo đưa tôi vào khám thai sau khi xét nghiệm siêu âm xong, bác sĩ kết luận tôi có chữa. Thai đã được 8 tuần. Không biết do cậu ba thiêng hay thế nào mà tôi kết luận có xong thai. Cậu ba lúc nhận kết quả thì cứ ngồi nhìn tờ giấy siêu âm rồi cười một mình. Cậu cười to như vớ được vàng. Mấy người đi qua còn tưởng cậu bị điên mà cứ chỉ trỏ mãi. Thực ra tôi cũng linh cảm mình có chữa rồi. Nhưng lúc cầm tờ giấy siêu âm mới tin là thật. Mở cả cũng vui và cầm giấy lên Mắt mợ còn đỏ hoe luôn ấy Tôi thấy thế liền hỏi Mợ hay là mợ cũng siêu âm đi Chứ còn thấy mợ giống chửa lắm Mợ cả định lắc đầu Thì cậu ba liền nói tiếp Phải đấy Cứ thử xem thế nào Có mất gì đâu Thử đi chị Nếu có thì còn xem thai khỏe không nữa Mà không có thì cũng chả sao Mợ cả nghe vậy thì cuối cùng cũng thử Bác sĩ vừa di di đầu siêu âm vừa nói Có túi mới nghe được đến đấy là mợ cả đã run run. Bác sĩ khám xong một hồi thì kết luận. Lạ thật, hai người này có mối quan hệ gì với nhau không? Cô nào cũng có thai đôi luôn. Mợ cả nhìn bác sĩ và đột nhiên mợ bật khóc. Nước mắt mợ ẩn ẩn chảy xuống cả khóe miệng. Tôi cũng kinh ngạc không kém gì mợ, nhưng biết mợ xúc động liền nói. Mợ, bình tĩnh, có thai là chuyện tốt mà. Mợ đừng khóc, mợ phải bình tĩnh để cho em bé còn khỏe mạnh nữa chứ. Cậu ba thì cứ cười mãi không thôi, bác sĩ cho mợ cả đi xét nghiệm thêm vài thứ rồi có kết quả và nói. Thai được 10 tuần, khỏe mạnh. Nghe bác sĩ nói xong, tôi với mợ càng thêm an tâm. Lúc ra khỏi bệnh viện, mợ vẫn cứ ngắm nhìn mãi tờ giấy siêu âm. Mợ vẫn chưa thể tin được, đến lúc lên xe về nhà, mợ cứ luôn miệng hỏi tôi. Nụ này, tao thấy nghi nghi rồi, nhưng mà không dám nghĩ mình có chửa nhưng mà bác sĩ đã nói thì đúng chứ nhỉ đúng mà mợ lại còn thay đôi nữa tin được không tin được mà mợ ơi mợ phải tự tin lên chứ ừ nhưng mà đừng nói gì với ai nhé càng ít người biết thì càng tốt tí tao về tao bảo với bà thôi vâng ạ con hàng lần này tao cho nó cút luôn bằng cách nào ạ tí về sẽ biết mợ Mợ định làm gì nó ạ? À? Nó đang có chữa mà. Không, tao không làm gì đến con nó đâu. Mày nghĩ sao? Tao sống phải tích đức còn để phúc phần cho con tao nữa chứ. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Tao tự có tính toán của mình. Dạ. Mợ cả không nói gì nữa. Tôi lấy giấy siêu âm ra rồi cứ cười. Nhìn mợ mà tôi cũng hạnh phúc. Mợ cả suốt đận đường về trên xe cứ ngắm nghía mãi tờ giấy siêu âm. Mợ còn bảo mợ có linh cảm rồi. Mà sao mợ không dám tim Hiếm muộn gần 10 năm nay Xảy thai hai lần Đến giờ bắt đầu chớm cháy ngọt Mợ cứ ngỡ là mình đang mơ Khi tôi và mợ cả về đến nhà Đã thấy con hàng ngồi ở sập Và bóp lưng cho bà Vừa bóp vừa nịnh nọt mới ghê chứ Vừa nhìn thấy tôi và mợ cả Nó đã nói Mợ cả đưa con nụ đi khám về sao rồi Tôi định lên tiếng Thì mợ cả thở dài đáp Con nụ chưa có thai Bà nghe xong thì mặt mũi cao có hết lại. Ông ở trong nhà cũng hất nguyên chén nước chè lạnh ngắt vào mặt tôi và rít lên. Thế, thế đêm qua chúng mày lừa tao hả? Con Hằng mặt vênh lên đắc ý và cười cợt nói. Tưởng thế nào, chữ hóa ra là không có. Mở cả nhìn nó thì đắc ý liền quát lên. Con Hằng cút xuống buồng, nhìn mặt mày là tao ngứa mắt lắm rồi. Kể cả con nụ không có chữa thì mày cũng không có quyền ngồi đây mà xen cái mõm chó của mày vào cút mau không thì đừng có trách tao con hàng bị đuổi thì sụt sùi nước mắt mở cả hất hàm ra hiệu cho vú ngọ xuống buồng cùng nó ông bà lúc này thì vẫn chưa hết cơn tức giận ông còn đang đòi tống cổ tôi ra khỏi nhà đợi con hàng đi khuất mở cả mới bảo bà vào nhà sau đó từ từ lôi giấy siêu âm của tôi ra bình thản nói con nụ trả những có chửa mà còn chửa sinh đôi cơ thầy mẹ ạ à. ông đang cầm cái roi thừng định quất tôi vì tội nói dối thì dừng lại cầm lấy tờ giấy siêu âm xem một hồi. Mợ cả lại nói tiếp. Nãy con nói dối vì con biết con hàng độc ác, xấu tính. Nếu mà biết nụ có chữa lại hại con giống như hồi trước. Thầy mẹ thì đang khát cháu nên giữ nó lại con không trách. Nhưng giờ cả con nụ và cả con đều có chữa. Con có một ý kiến này. Con nụ có chữa thì tôi tin được. Chứ chị nói phép chuyện chị có chữa làm gì. Mợ cả liền tiếp tục lôi cả giấy siêu âm của mợ ra và trả lời Đến con, con cũng không dám tin là con có chữa Nhưng mà đấy là sự thật Con cũng chữa thai đôi giống con nụ luôn Thai của con còn tận 10 tuần Ông nhận lấy tờ giấy siêu âm của mợ cả Tên mợ rành rành Hai cái hạt đậu bé xíu cũng rành rành ra Mà ông cứ lắc đầu liên tục Bà thở mạnh một lúc rồi nghẹn ngào nói Quỳnh, chị có chữa thật sao? Kết quả này liệu có nhầm không? Bác sĩ thì sao nhầm được hả mẹ Thằng ba cũng nói với con như vậy mà Nó xem kỹ cả hai phiếu siêu âm rồi Lúc siêu âm nó ngồi đấy xem xét mà Nhưng Nhưng mà bao nhiêu năm nay chị không có Lại còn mới bị xảy thai Mở nghe bà nói vậy thì thở dài đáp Thế nên là con mới phải nói dối Khi lúc nãy có con hàng ngồi đây đấy Bao nhiêu năm nay con không có chữa được Là do con ôn nghiệt đấy Nó cho thuốc tránh thai và đồ ăn của con Thầy mẹ còn nhớ cái thai bị sẩy của con không? Đợt đó là con về chăm ngoại, cậu Quyền cũng hay sang đấy, nên, nên là may mắn dính. Thế mà con ôn đấy, nó lại hại con sẩy thai. May mắn là thằng ba với con nụ biết được chuyện này, nên con mới bắt vú ngọ về nấu ăn riêng cho con. Bây giờ dính luôn rồi đây này. Ông bà ngỡ ngàng nhìn mợ, rồi nhìn nhau, mợ lại nói tiếp. Tính cách còn hằng gian xảo là thế, chắc là thầy mẹ rõ. Chẳng qua, nó là đứa duy nhất ở cái nhà này có chửa nên thầy mẹ không nỡ đuổi nó đi thì con thông cảm được nhưng giờ cả con với nụ đều chửa rồi thầy mẹ biết tính nó gian xảo nhưng nhưng giờ dẫu sao nó cũng mang cốt nhục của thằng quyền làm sao mà đuổi nó đi được không phải đuổi nó đi mà cho nó đi nơi khác sinh sống cho vú ngọ đi theo chăm sóc nó bao giờ nó sinh con thì tống cổ nó đi sau chứ thầy mẹ nghĩ với tính cách đó, nó có thể để yên cho con với con nụ được bình yên mang thai hả? Chuyện nó hại con xảy thai, thầy mẹ tin hay không thì cũng được. Nhưng mà thầy mẹ nghĩ xem, con nụ với cậu cả chưa từng có quan hệ xác thịt. Con nụ lại yêu thằng ba, thì hà cớ gì nó đi hại con? Trong nhà này, con hàng cũng là người dành về thuốc nhất. Cái ngày nó phát hiện nó với cậu quyền ngủ với nhau, chẳng phải thấy cả đống thuốc dưới đó sao? Nó hại con rõ ràng như vậy, nhưng vì chưa bắt được tận tay, dây tận chán nên thành ra nó cãi. Nhưng mà ai nhìn vào thì chả biết. Một con người độc ác như nó, con không thể chứa chấp trong nhà này được khi con mang thai. Thầy mẹ cũng thừa biết, con khó khăn lắm mới có chữa được. Lại là vợ danh chính ngôn thuận của cậu Quyền. Thai của con đã được hơn 10 tuần rồi. Hai tuần nữa sẽ biết kết quả, lại cả thai của con nụ nữa. Con đảm bảo trong hai đứa, sẽ có đứa có cháu trai cho thầy mẹ. Nên là con xin thầy mẹ, lần này cho con được sắp xếp Nhà con có một cái nhà nhỏ để hoang Nhưng mà sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi Con sẽ bảo vú ngọ Đưa con hàng ra đấy chăm sóc Cho tới khi nào nó sinh con thì thôi Nhưng mà con nó, con sẽ nuôi Chứ không thể để một con mẹ ác độc Nuôi nấng cháu bé được Lời mợ cả nói quá hợp lý Và lại mợ cả 10 năm mới có chửa Thì dù trai hay gái Ông bà tất nhiên cũng nghĩ ái hơn con hàng Mợ cả thấy vậy Lại nói thêm một chàng giang đại hải Còn sụt xịt kể bao nhiêu năm nay mợ đã khổ sở như thế nào mợ càng kể thì ông bà càng tin và lại tất nhiên ông bà cũng chẳng phải ngu ngốc mà không biết tính của con hằng nên cuối cùng cũng đồng ý mợ cả thấy ông bà đồng ý liền gọi vú ngọ lên nhà rồi bàn chuyện con hằng vẫn cười ngây ngốc dưới buồng nó vẫn đang sung sướng vì ngỡ tôi với mợ cả không có chửa thế nhưng khi nó còn đang cười thì anh bình gia đình và vú ngọ đã xuống và lôi sành sạch nó ra ngoài nó không hiểu chuyện gì liền gào lên hai người điên hả lôi tôi đi đâu vậy tôi mách ông bây giờ vũ ngọ không thèm đáp mà đi vào buồng dọn quần áo cho nó mở cả lúc bấy giờ mới lên tiếng hằng ông bà không muốn cho mày ở đây nữa nên hôm nay mày phải cút khỏi nhà này ông bà thuê cho mày cái nhà ở bên kia làng vũ ngọ sẽ ở đó và chăm sóc mày chứ mày không được bước chân về đây nữa nó nghe xong thì lắc đầu cười đáp Mợ cả. Mợ, mợ nói năng sang bậy gì vậy? Đang yên lành, tự dưng mợ muốn bày trò gì? Ta chẳng bày trò gì cả, đây là lệnh của ông bà. Vì ông bà bảo mày quá xảo quyệt mưu mô và không muốn mày ở đây hại người khác nữa. Nể mới có chữa, nên ông bà còn để vú ngọ đi chăm sóc mày đấy. Nó vẫn chưa tin và chạy lên nhà khóc lóc nói: "Ông bà, rốt cuộc chuyện này là làm sao? Mợ cả bị sao vậy?" Ông trước nay vốn đã ghét nó, giờ càng ghét nên khinh khỉnh nói: Mợ cả nói sao thì mày nghe vậy đi, ở đấy lo dưỡng thai, đừng có bày mưu tính kế hại ai nữa. Ông, ông nói gì con không hiểu, sao tự dưng lại đuổi con ra khỏi nhà cơ chứ? Con đang có chữa với cậu Quyên mà. Mày lúc nào cũng vin vào việc có chữa, rồi hết lần này đến lần khác mày vu oan giáo họa cho con Quỳnh, rồi hại nó. Mày nghĩ những việc mày làm ông không biết đấy hả? Con con không làm gì cả Mợ cả đang vụ oan cho con Con có làm gì mợ ấy đâu hả ông Đừng có nói nhiều nữa Cút là cút Nó thấy vậy thì ôm đầu và gào lên Vậy, vậy để con chết đi cho ông hài lòng Tôi nhìn nó bật cười Nó định dùng khổ nhục kế giống cậu ba sao Thế nhưng chẳng ngờ kết quả lại đi ngược lại Ông bình thản đáp Mày chết đi cũng được Nhưng mà ra khỏi đây hãy chết Chứ chết ở trong nhà Rồi làm hồn ma vất vưởng Mất công ông thuê thầy về xua đuổi nữa Con hằng biết không thể dùng kế này liền quỳ xuống van xin Ông Con xin ông đừng đuổi con đi Tội tình con lắm Con có làm gì sai thì ông chỉ bảo Chứ xin ông đừng đuổi con ra khỏi đây Thế nhưng giờ đây Ông làm gì nghe Mở cả một phát có chửa Thì trọng lượng lời nói cao ngút trời Cỡ con hằng còn bị cả nhà ghét sẵn Thì làm gì có chuyện ông nghe nó van xin ông hất hàm ra hiệu cho anh bình anh minh gia đình lôi nó đi Vũ ngọ thì xách hai hòm quần áo đi sau mở cả trước khi đi còn rít vào tay nó mày đừng có mơ sẽ bỏ trốn hay là hại vú ngọ bởi vì ngoài vú ngọ thì còn có hai gia đình nhà tao đi trông chừng mày chỉ cần mày dám lệch sóng thì đời mày coi như tiêu tan tốt nhất là ở đấy lo dưỡng thai đi hiểu chưa nó nghe mợ cả dọa thì khóc nức lên mồm vẫn van xin ông bà đừng đuổi nó cho đến khi nó ra khỏi nhà Thì mợ cả mới cười và đi vào sập ngồi Ông thì nằm trên võng Bà thì cất lời Ừ nhưng mà bây giờ vú ngọ đi rồi Hai đứa bay thì có chữa Rồi ai lo cơm nước ở cái nhà này Mợ cả thì tiểu thư cành vàng lá ngọc Tất nhiên là không lo được cái việc này rồi Tôi liền đáp lời bà Dạ con dân trài lứa từ bé Có chữa cũng khỏe re Để con làm cho Mày làm được không Dạ được Mở cả nhìn tôi khinh khỉnh nói Giờ mới có chữa còn làm được Chứ mấy nữa bụng to lại còn sinh đôi thì sao Tạm thời giờ cơm nước còn với nụ lo Nhưng để con tính xem có khi con lại nhờ giúp việc đằng nhà con qua Cô ấy cũng gần tuổi vú ngọ Chứ giờ thuê mấy con danh như con hằng Nó không cướp chồng mình Thì cũng hại mình Tốt nhất là không thuê người ngoài Bà thì gật gù bỏm bẻm nhai trầu đáp Ừ thế cũng được Với lại hơn nửa tháng nữa là cưới thằng hai Lúc đấy có con Hà về Thì nó hộ đỡ cho Tự dưng bà nhắc đến chị Hà Là tôi lại dùng mình sợ hãi Vừa tống tiễn được con ôn hằng Lại rước thêm chị Hà Làm sao tôi cứ lo lo ấy Nhưng rồi tôi gạt đi Chị Hà dẫu sao cũng là dâu con trong nhà Lại là người có học thức Thì chắc chả đến nỗi như con hằng đâu Buổi sáng hôm ấy Tôi và mợ cả cùng nấu cơm Vừa nhặt rau vợ cả vừa nói Mấy nữa cưới xong cho thằng hai Tao với mày đi siêu âm rồi xem thế nào bảo thầy mẹ cho mày cưới thằng ba luôn đi tự dưng tống cổ được con kia ra khỏi nhà tao cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn giờ lại có chửa nữa ông bà khỏi khinh tao công nhận là mợ cả có chửa thì ông bà dù chả biết là trai hay gái mà nghe lời mợ răm rắp mợ cả thích thật gia cảnh môn đăng hộ đối cách cư xử cũng khác hẳn mà mợ cả được ông bà đối xử tốt kéo theo việc xin sỏ cho tôi cũng dễ dàng không hiểu sao ngày xưa tôi hận mợ cả bao nhiêu thì bây giờ tôi biết ơn mợ bấy nhiêu cả ngày hôm ấy lo cơm nước xong thì mợ cả lại cùng tôi ra chợ mua quần áo cho bà bầu mợ vui lắm cứ cười cả ngày đến tối khi ăn cơm chiều xong tôi nằm xoa bụng và cười sung sướng hôm nay lắm việc quá vú ngọ đi còn hằng đi nên giờ tôi mới có thời gian và nghĩ lại mọi việc thực sự cái chuyện tôi và mợ cả có trở cùng một lúc khiến nhà rộn ràng hẳn lên cậu cả chưa nghe tin còn bỏ sườn gỗ cho người khác trông và về ở hẳn với mợ cả. Chỉ có điều tôi vẫn hơi buồn buồn vì cậu ba phải trực. Với lại nghĩ việc giờ vẫn chưa được ông bà chấp nhận, tôi càng thêm mông lung. Nhỡ đâu kết cục tôi cũng bị bắt con rồi tống cổ như con hằng thì sao? Càng nghĩ tôi càng sợ hãi. Nửa đêm khi tôi đang say giấc thì có tiếng gõ cửa. Cậu ba đi trực, rốt cục thì ai gõ cửa phòng tôi chứ? Thấy vậy tôi liền hỏi Ai vậy? Bên ngoài im lặng, tôi hỏi thêm mấy câu, liền có tiếng quen thuộc cất lên. "Tôi đây." Nghe tiếng cậu ba, chẳng hiểu sao lồng ngực trong tôi như vỡ ra. Tôi vội mở then cài và nghẹn ngào nói, "Chẳng phải hôm nay cậu trực sao?" Tôi trốn về. "Chết, sao cậu lại trốn về?" Tôi nhớ mợ không chịu được. Nghe từ mợ phát ra từ miệng cậu, tự dưng người tôi tan chảy, sao mà ngọt ngào đến thế kia chứ? Cậu ôm chặt lấy tôi và hít hà mái tóc rồi bế thức tôi lên giường và nói Mợ có tuổi thân không? Người ta có bầu được chồng bên cạnh chăm sóc Còn mợ thì lủi thủi một mình Cậu không nói thì thôi Nói ra tự dưng tôi lại khóc Nước mắt nước mũi chảy dọc hai bên thái dương Cậu ôm chặt tôi vào lòng và an ủi Đừng có khóc nữa Con nó lại buồn đấy Mà không ngờ mợ có trở thay đôi luôn Cả chị dâu cả cũng vậy Ngạc nhiên ghê luôn nha mợ giỏi thật đấy mợ đừng có tủi thân nữa hãy lấy con làm động lực mà mạnh mẽ tôi nhất định sẽ đường hoàng rước mợ về đây làm dâu đợi anh hai tôi cưới xong tôi cũng xin cưới mợ nhưng mà tôi đã bảo rồi mợ đừng có lo gì cả chẳng lẽ mợ không tin tôi nữa sao tôi thực sự tôi nhất định chỉ lấy mợ thôi sẽ không lấy ai khác đâu nghe cậu ba nói tôi càng khóc nhiều hơn xét về ngoại hình thì tôi cũng chẳng xứng với cậu xét về gia cảnh tôi lại càng không xứng đã vậy còn mất trinh tiết còn là ở đợ và còn từng để anh trai cậu dày vò thân xác tôi đưa tay chậm lên má cậu rồi nói sao cậu nhất định phải lấy tôi chứ tôi có xứng với cậu đâu mợ có chửa rồi nói sảng hả mợ không xứng với tôi thì ai xứng nữa vừa đẹp vừa hiền lại còn ham học hỏi có chỗ nào mà mợ không xứng và lại tôi chả để ý ra cảnh đâu Tôi, tôi yêu mợ Nên tôi thấy xứng hết Yêu Trong cuộc đời tôi lần đầu có người đàn ông nói yêu mình Không hiểu sao tự dưng Tim tôi nhảy nhót mãi không thôi Hôm trước cậu cũng nói với ông Cậu yêu tôi Nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt tôi Cậu nói ra điều ấy Cậu, cậu yêu tôi thật à Thật, mợ có yêu tôi không Tôi có yêu cậu không Tôi cũng chẳng biết yêu là gì Tôi chỉ biết là lúc ở cạnh cậu tôi thấy bình yên Lúc xa cậu thì trống vắng nhớ nhung Chưa có người đàn ông nào khiến tôi sao xuyến như cậu Đó có gọi là yêu Tôi không đáp mà hỏi lại Cậu yêu tôi từ bao giờ? Từ lần đầu gặp ở nhà Lúc mợ trả lời câu hỏi tôi hỏi con Hằng Về bài chiếc lược Nga Tôi thấy mợ xinh ơi là xinh Lại còn thông minh nữa Lúc biết mợ với anh cả như thế Đúng là tôi ghét mợ thật nhưng mà không hiểu sao càng ghét Tôi lại càng nhớ tới mợ Tôi nhớ đến mức điên lên được Rồi ghen tuông với anh cả nữa Sau này tìm hiểu ra Thì thấy thương mợ nhiều hơn Mợ đừng nói mợ không xứng với tôi Chỉ cần mợ biết tôi thương Và tôi yêu mợ thế nào là được rồi Trong tình yêu thì không có xứng hay là không xứng Chỉ có yêu hay không yêu thôi Cậu siết chặt tôi vào lòng Rồi nói tiếp Mợ muốn ăn gì thì cứ nói với tôi nhé trên huyện nhiều đồ hơn ở dưới này Đi làm về tôi mua cho mợ Tính tôi không hiểu tâm lý phụ nữ lắm Nên mợ cứ nói thẳng ra với tôi Tôi gật đầu và cười Tự dưng trong lòng hạnh phúc mãi không thôi Tôi và cậu ba thủ thỉ tâm sự cả đêm Rồi mới chìm vào giấc ngủ Đến sớm hôm sau Cậu vội mặc chiếc quần dài Và rồi mở cửa đi ra ngoài Tôi nhìn theo bóng cậu Thì bất ngờ lại phát hiện chiếc quần bị mặc ngược Tôi liền gọi Cậu ba, còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đáp tôi biết rồi nhớ tôi quá chứ gì tối tôi về với mợ mà nói xong cậu vụt đi luôn tôi đứng dậy chạy theo cậu đường đường là một bác sĩ mà mặc quần ngược đi đến bệnh viện nhỡ người ta thấy rồi bàn tán thì chết thế nhưng chẳng kịp gọi thì đã không thấy bóng cậu đâu nữa cả ngày hôm đó tôi cứ bồn trồn và lo lắng quả thực giống như những người vợ ở làng quê tôi không muốn chồng mình ra xã hội bị cười chê nhất là một người có tri thức như cậu ba. Đến chiều về, tôi đã thấy chiếc quần của cậu được lộn ra hẳn hoi. Nhân lúc ông bà không để ý, tôi liền nói. Sáng nay cậu đi mà quần ngược lên bệnh viện, có ai nói gì không? À, có cô y tá nhắc thôi, mà sao mợ không nhắc tôi? Tôi nào có kịp, lúc gọi cậu thì cậu đã đi mất rồi. Thế hả? Chắc do lúc đó tôi vội quá, mà mợ nấu cá kho tộ hả? Thơm quá! Tôi nhìn cậu, vừa thương cậu đi làm vất vả, vừa tự trách mình vô tâm, liền nhắc cậu đi rửa mặt mũi tay chân, sau đó dọn cơm ra ăn. Những ngày tiếp theo nhà không có con hằng, cuộc sống của tôi với mợ cả bình yên lắm. Nhưng tôi thì vất vả hơn một chút, vì việc nhà đều mình tôi quán xuyến. Bởi mợ cả ngén lên ngén xuống, hết nôn mửa lại mệt mỏi và ngủ chẳng biết gì. Mãi cho đến ngày cưới cậu hai, mợ cả mới khỏe lên một chút. Tôi và mợ, hai người bụng mang dạ chửa nhưng lại là người lo toan sắm sửa hết mọi thứ trong nhà. Buổi tối trước ngày đón chị Hà, nhìn lúc họp gia đình mợ cả liền nói. Thầy mẹ, giờ chuẩn bị đám cưới cho thằng Minh xong, thầy mẹ cũng coi như làm xong một việc lớn. Nhà còn thằng ba thôi. Cưới thằng hai xong thì cũng cho con nụ với thằng ba đám cưới đi. Thầy mẹ xem những ngày này ở nhà mà không có con nụ chạy đôn chạy đáo và chưa toàn mọi việc thì nhà mình cũng mệt phết đấy. Con thì ngán ngẩm chẳng làm được gì, mình nó lo hết chầu cao đến lễ lạt Cơm cháo cũng một mình nó quán xuyến Không thiếu thứ gì đến tay Cũng biết nó không môn đăng hộ đối Nhưng mà thầy mẹ xem Nó trở với thằng ba rồi Lại cũng đẹp gái khỏe mạnh Biết điều mà thằng ba cũng thích nó Cho chúng nó lấy nhau quách đi cho xong Môn đăng hộ đối làm gì Như con 10 năm mới chở được Tốn tiền tốn nong Có môn đăng hộ đối cũng vô dụng Ông nghe vậy thì lừa mắt nhìn mợ và đáp Thầy nói rồi cứ chở con trai thì cho cưới không thì thôi nói sao thì nói nó vẫn là giống ở đợ thôi bà bĩu môi sen vào ông vuốt mặt thì cũng phải nỉ mũi chút chứ tôi cũng là giống ở đợ đây này ông thấy bà dỗi thì kéo bà ngồi vào ghế và dỗ dành nhưng bà khác mà tất nhiên là tôi khác rồi ông yêu tôi nên là ông thấy tôi khác chứ thằng ba yêu con nụ nó cũng thấy con nụ khác mà ông so sánh khập khiễng thế Ông bị bà nói cho té tát thì im bặt một lúc rồi mới hỏi lại. Thế bây giờ bà muốn sao? Chẳng phải ngay từ đầu đã nói rõ ràng như vậy hả? Muốn sao thì tùy ông, nhưng mà đừng có lôi ở đợ ra nói làm gì, nói thế là chửi xéo cả tôi đấy." Mở cả nhân lúc đó lại nói, "Thầy mẹ, thời đại này cũng khác xưa rồi, mình cũng không nên quá khắt khe, bây giờ vô sinh hiếm muộn nhiều, có con đã là có phúc rồi, trai gái đều chẳng phải lo đâu." Với lại thầy xem nhà mình đẻ tận ba người con trai Lo gì không có cháu trai chứ Còn với con nụ cùng chửa sinh đôi Chẳng lẽ một trong bốn đứa Không có đứa cháu nào cháu trai Mà không có thì con sẽ đẻ đến bao giờ có Thì thôi cho thầy mẹ được chưa Chứ thầy mẹ xem Con nụ nó có giống con Hằng đâu Con Hằng thì mưu mô độc ác Mà anh Quyền thì có vợ là con rồi Nó vẫn lao vào Đây thì hai đứa chúng nó yêu nhau Có trở với nhau muốn làm vợ làm chồng thì cũng đừng chưa cắt mà tội lũ nhỏ. Con giờ có chửa, con cũng muốn tích đức cho con của con. Thầy mẹ cũng tác thành cho chúng nó, coi như là tạo phúc đi. Ở đợ hay là không môn đăng hộ đối thì cũng là do hoàn cảnh. Ai chẳng muốn nhà mình giàu có, có điều kiện để được gả vào nơi thích hợp đâu. Bà nghe xong thì tự dưng mắt đỏ hoe. Ông cũng có vẻ nguôi ngoai dần nhưng vẫn không đồng ý. Cậu ba nãy giờ im lặng liền nói Chị cả nói đúng đấy thầy Giờ xã hội hiện đại rồi Tình yêu nam nữ cũng không cần phân biệt gia cảnh quá nhiều Và lại con với nụ yêu nhau là thật Thực sự con cũng không muốn lấy ai khác ngoài cô ấy đâu Ông thở dài thườn thượt và đáp Cứ từ từ để thầy suy nghĩ đã Chừng nào con nụ với con kình đi siêu âm về thì tính tiếp Thế nếu mà cứ siêu âm ra một thằng con trai Dù là của con hay của con nụ Thầy cũng đồng ý nhé Mở cả nói tiếp Ông không đáp mà chỉ gật đầu. Mợ cả thấy vậy thì bấu tay tôi một cái, rồi dục tôi đi lấy cháp mai đón chị Hà Bà dục mọi người đi ngủ để sớm mai còn lên thủ đô đón con dâu về. Theo tục lệ ở đây, tôi với mợ cả có chửa nên không được đi đón dâu. Tôi cũng chẳng ham về nhà còn quá nhiều việc. Mai đón dâu xong còn lo mâm cỗ cho khách khứa, nên tôi ở nhà cũng không sao. Đợi cho mọi người đi ngủ, tôi mới khẽ nghẹn ngào nói với mợ cả lời cảm ơn mợ thấy vậy thì cười và đáp cảm ơn gì chứ tao thấy cùng thân phận phụ nữ bầu bí với nhau nên tao hiểu và thông cảm thôi nói rồi mợ cả còn kể con hằng ở ngoài chỗ vú ngọ đang như một con điên có mấy lần nó định bỏ trốn về đây đều bị gia đình nhà mợ quỳnh bắt lại lần này nó đi mợ cả tính hết rồi vú ngọ chắc chắn không trông chừng nó kỹ được vì nó khỏe lắm nên mợ quỳnh phải bắt hai người gia đình trông chừng cùng mợ cả tính kỹ thế cũng đúng Mợ muốn 9 tháng 10 ngày có trở được an bình Để sinh con ra cho khỏe mạnh Người ta có câu Phải kiềng canh nóng mà thổi rau nguội Đúng trong trường hợp này của mợ Đêm ấy cậu ba không xuống ngủ với tôi Vì mai còn phải dậy sớm đi đón dâu Tôi cũng mệt Nên chẳng cần cậu xuống Mà vẫn ngủ thiếp đi Đến gần sáng nghe tiếng ồn ào thì mới dậy Mọi người đang chuẩn bị để ra xe Tôi liền chọn đồ Và nhặt đồ đưa cho bà trước Ở đây lên Hà Nội mất 4 tiếng nên mọi người phải đi từ 2 giờ sáng. Xe sáng đi nhanh thì cũng khoảng 5 rưỡi đến nơi đón dâu, xong khoảng 10 giờ về rồi thắp hương làm lễ xong ăn cỗ là vừa. Đợi cho mọi người đi khuất, tôi cũng xuống bếp và cùng những người ở lại băm vằm nấu nướng. Đám cưới của cậu hai, nhưng có lẽ tôi là người mệt chẳng kém những nhân vật chính. Cũng may chờ cho tôi sức khỏe tốt, nên tôi vẫn có thể vun vén được mọi chuyện. Mợ cả cũng dậy từ sớm, nhưng mợ cũng chẳng làm được gì vì cứ ngửi thấy mùi thức ăn sống là mợ lại nôn thốc nôn tháo nhưng được cái mợ cả có đầu óc chỉ huy nên là mình mợ cũng chỉ đạo rất ổn tôi chẳng biết tôi với mợ cả vất vả trong ngày cưới đó thế nào chỉ đến khi đón dâu xong dọn cỗ rồi ăn uống xong xuôi dọn dẹp cũng đến tối muộn mới xong tôi chẳng còn kịp biết xem hôm nay chị hà mặc váy cô dâu đẹp lộng lẫy thế nào mà chỉ kịp nhìn sơ qua rồi lại đầu tắt mặt tối lao vào những đống nồi niêu song trào Đến khi mọi người cũng đi ngủ hết, tôi về tắm qua loa và sau đó cũng leo lên giường ngủ một giấc thật dài. Đến sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ thì đã thấy mợ cả gọi liền bật dậy. Chị Hà và cậu hai cưới được công ty cho nghỉ tận 10 ngày, nên lúc tôi dậy thì đã thấy chị đang cầm cái chổi quét ngoài sân. Vừa thấy tôi, chị đã mỉa mai. Gớm, công nhận nhà này ở đỡ cũng sướng ghê luôn, còn dậy muộn hơn cả chị em mình, chị Quỳnh nhỉ? Mợ cả cười và đáp lại Mấy ngày lo đám cưới cho chú thím Nó cũng vất vả mà Thôi đi xuống nấu ăn sáng đi nụ Để tao thái thịt bò cho mày đi nấu nước dùng Ở quê tôi Bình thường con dâu mới lấy chồng Phải dậy sớm và nấu đồ ăn sáng Cho bố mẹ chồng và mọi người đấy Tôi thì chả nề hà gì đâu Nhưng nhìn mặt chị Hà vinh vinh lên Thì tôi hơi bực Tôi ở đợ không sao Nhưng mợ cả thì dù sao cũng là dâu cũ Lại đang có chửa mà phải vào bếp phục vụ cả chị Hà thì tôi không hơi cam tâm. Bà ngồi trên sập thấy vậy thì nói Thôi, cái Hà vào nấu với cái nụ đi còn cái quỳnh ngén lên ngén xuống thì nghỉ đi cho em nó nấu. Chị Hà thấy vậy thì cho mày nhìn mợ quỳnh và hỏi lại Ơ, ờ, chị Quỳnh có chữa hay sao mà ngén hả mẹ? Ừ, ờ, nó đang có chữa. Chị Quỳnh có chữa mà em chả biết gì cả. Chúc mừng chị nhé. Mà chị gần 10 năm rồi mới có hả? Thế thì phải cẩn thận đấy Chuyện chị Hà không biết mở cả có chừa Tôi có thể hiểu được Nhưng mà sao cái giọng móc mỉa của chị Khiến tôi cảm thấy rất khó chịu Tôi thì chẳng sao Nhưng người hiếm muộn vốn dĩ rất nhạy cảm Có cần thiết chị phải nói ra những lời như vậy hay không Mợ Quỳnh ngồi trên sập Mặt tối sầm lại và thở dài nói Cảm ơn em dâu đã lo cho chị Chị tự biết thế nào Chị Hà không nói gì nữa Mà lôi tôi xuống bếp Tôi bắt nồi nước dùng lên rồi đi rửa bánh đa. Chị thì thái thịt bò, vừa thái chị vừa nói. Chị dâu cả có chữa lâu chưa? Được ba tháng rồi ạ. À? Biết là trai hay gái không? Dạ chưa biết. Chị Hà thở dài thườn thượt rồi nói. Ừ, cũng khổ. Hiếm muộn bao nhiêu năm giờ mới có muộn con. Nên là chắc chị ấy cẩn thận lắm nhỉ? Chả thấy làm gì cả. Chắc là đang dưỡng thai hả? Tôi chả thèm đáp. Cái giọng chị nghe hãm tải lắm. Đáp làm gì cho thêm bực mình Buồn cười thật Cùng phận đàn bà người ta hiếm muộn đã không thông cảm Lại còn nói những lời như sát mối vào tim vậy Cũng may là mợ cả không thèm chấp Nên tôi cũng bớt lo lắng Tôi sợ nhất là mợ cả để tâm suy nghĩ Rồi ảnh hưởng đến thai nhi Một tuần sau kể từ ngày cưới cậu hai Cũng là ngày chủ nhật Mọi người đều được nghỉ Khi tôi đang nằm ngủ Thì nghe tiếng mợ quỳnh cất lên Ha, cái này là cái gì thế Em cho thuốc gì vào trong thức ăn thế hả? Tôi nghe thì vội vàng bật dậy, có tiếng chị Hà cất lên trong bếp the thế. Có, có gì đâu chị, cái này... Không nghĩ ngợi được gì nữa, tôi vội chạy lên bếp. Lúc này tôi thấy mở cả đang giữ tay chị Hà. Chị Hà tay vẫn cầm nguyên ít thuốc, được nghiền nát rồi sụt xịt nói tiếp. Chị Quynh, thực sự, thực sự không có gì cả. Trên nhà ông bà cũng đang chạy xuống, rồi ba cậu cũng có mặt chị hà được thể và khóc ré lên mợ quỳnh thở dài nói sao mà em khóc có oan ức gì hay sao mà phải khóc bà nghe vậy liền hỏi có chuyện gì vậy chị hà sụt sùi đáp lại dạ con có ít thuốc bổ dưỡng thai con định cho vào thức ăn cho chị quỳnh mà chị ấy cứ khăng khăng đây là thuốc độc thuốc này con lấy từ trên hà nội mang về định bao giờ có thai thì uống nhưng mà con chưa có lại thấy chị quỳnh có thì con mới có lòng tốt làm thế Ai ngờ chị ấy hiểu nhầm rồi mắng con té tát. Lúc này thì tôi bắt đầu hiểu ra sự tình, mở cả lắc đầu nói. Hà, rõ ràng là từ nãy chị hỏi đây là thuốc gì, em đều không nói cơ mà. Em đã nói đây là thuốc dưỡng thai, mà do chị không tin, chị cứ cho em là con người độc ác đấy chứ. Em nói mấy lần cơ, hay chị muốn thầy mẹ hiểu nhầm em nên chị mới như vậy. Nói xong chị Hà đưa thuốc về tận tay cậu ba và phân bua. Chú ba xem đi, đây có phải là thuốc dưỡng thai không? Chị chỉ là nghiền nát ra và cho vào thức ăn để cho dễ ăn thôi mà. Còn cả viên nguyên đây, chú kiểm chứng đi. Cậu ba nhận lấy và nếm thử một hồi rồi kết luận. Đây đúng là thuốc bổ cho thai, nhưng sao chị không đưa thẳng cho chị Quỳnh mà lén lút làm như thế này, bảo sao chị ấy không hiểu nhầm. Mấy lần chị đưa, chị ấy có nhận đâu, cứ sợ chị hại hay sao ấy? Rõ ràng là chị có lòng tốt mà lúc nào chị quỳnh cũng cho là chị xấu xa không thèm nhận nếu không sao thì chị phải lén lút làm gì bà nghe vậy thì rít lên chị em dâu với nhau mà cũng không tin nhau nữa nó có ý tốt nó đưa thuốc cho thì cứ nhận còn chê ỏng chê eo đã hiếm muộn rồi giờ có tí lộc mà còn ra vẻ nữa mợ quỳnh bạm chặt môi và đáp mẹ mẹ còn chưa nghe con nói mà còn nói cái gì nữa giờ thuốc cũng là thuốc bổ rồi chị còn định nói cái gì Thôi giải tán đi Em nó cho thuốc thì không thèm lấy Giờ nó có ý tốt cho vào thức ăn cho cũng làm âm lên Sáng sớm ra đã lắm chuyện rồi Còn cái Hà Từ sau khỏi phải lo cho nó làm gì Dạ Con cũng muốn tốt cho chị dâu thôi mà Nhưng mà nếu chị ấy đã không tin con Thì đành thôi Chị Hà đáp Đấy chị Quỳnh xem đi Em nó cũng có ý tốt Mà chị cứ nhỏ nhen như vậy Ai chị cũng xem là cái xấu Sống lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau rồi không tin tưởng ai chị không thấy mệt hả cậu hai thấy vậy thì lên tiếng thầy mẹ chị quỳnh bị xảy thai hai lần nên chị ấy cẩn thận là điều đương nhiên mà nói chung là vợ con có ý tốt nhưng cũng có một phần lỗi là không nói rõ ràng mọi chuyện thầy mẹ trách chị quỳnh làm gì khi mà đứng ở hoàn cảnh như chị ấy mới biết được có con nó khó thế nào giờ đương nhiên là phải cẩn thận rồi còn hà từ lần sau em muốn cho chị ấy cái gì cứ công khai cho cả nhà cùng biết Em lén la lén lút như vậy Mọi người lại sinh nghi ra Lòng tốt cũng phải đúng chỗ Thì mới tốt được Chị Hà thấy vậy thì mặt sững lại nhìn cậu hai Tôi chả cần ai nói Cũng thử hiểu tâm tư của chị ấy Rõ ràng chị ấy không hại mợ cả Nhưng lại muốn mọi người hiểu lầm Là mợ cả ích kỷ Là chị em dâu nhưng không tin tưởng nhau Chị ấy chẳng những được tiếng tốt tính Biết lo cho chị em dâu trong nhà Mà còn đồ váy lên cho mợ cả tiếng xấu Cũng may có cậu hai đứng ra Nói lý lẽ cho mợ cả không thì ông bà chắc phải chửi thêm vài câu nữa. Đợi cho mọi người lên nhà, tôi mới lay lay tay mợ cả và nói. Ai không tin mợ cũng được, nhưng mà con tin mợ. Với lại chị Hà lén lút như vậy, thì ai mà chả hiểu nhầm là làm việc xấu. Máy tin thì làm gì được cơ chứ? Nói xong mợ thở dài thườn thượt. Cứ ngỡ đuổi được con hàng đi là bình yên. Ai rẻ, vớ phải con em dâu như thế này. Sao tao lại khổ thế hẳn nụ? Hay là kiếp trước tao tu không tốt thật? Thôi, mợ đừng có bi quan như vậy. Mà đấy, nói mới nhớ, mai con với mợ phải đi siêu âm đi. Cả tháng rồi bận quá không đi được. Nhỡ mợ ra được con trai thì tha hồ ông bà chiếu. Tao con trai hay gái đều được, chủ yếu là mày thôi. Tao thì vẫn thích con gái hơn một chút. Con gái nó tình cảm, chứ để con trai sau này có con dâu. Tao sợ mình không biết phân xử chuyện gia đình, khiến một trong hai đứa con dâu bị thiệt thòi. Tôi nhìn mợ, và hiểu lòng mợ đang cảm thấy thiệt thòi nên mợ nói như vậy. Tôi đành ăn ủi mợ mấy câu rồi đi nấu ăn. Còn mợ thì lên nhà xin lỗi chị Hà vì hiểu nhầm rồi đi vào buồng nằm. Cũng may chị Hà không giận dai mà còn cười cười nói nói và đưa cho mợ hết cả đồng thuốc bổ của chị. Nhưng tôi biết mợ cả nhận vậy thôi chứ mợ cũng chả tin vào chị Hà. Phải rồi, những lời chị Hà nói, những việc chị Hà làm đến tôi còn biết cơ mà. Ngày hôm sau, Tôi và mở cả lên huyện để khám thai từ sớm. Bác sĩ siêu âm và xét nghiệm thăm khám một hồi thì đưa ra kết luận thai của tôi và mợ cả đều phát triển khỏe mạnh. Nhưng chỉ có điều làm tôi vui hơn cả là tôi có thai song sinh một bé trai, một bé gái. Thời đó ở quê tôi tiết lộ giới tính công khai luôn chứ không phải giấu như bây giờ. Mợ cả thấy tôi như vậy thì bấu vào tay tôi và nói Con này thế mà may mắn thật. Tôi bật cười đáp lại mợ chả may mắn hả? hai thằng con trai luôn còn gì? ông bà chuyến này thì chiều mợ băng trời. thôi đi, tao thích có cả nếp lẫn tẻ. nhà nhiều được dựa quá, giờ không có đứa con gái tủi thân lắm. hay là mày đẻ xong, mày vứt con gái đây tao chăm cho. từ trước đến nay tôi cứ tưởng sinh đôi thì phải là hai nữ hai nam. ai rẻ tôi vớ được vàng, được hẳn đôi nam nữ. mợ cả cứ ngồi ngắm giấy siêu âm của tôi rồi nói, thôi lấy phía sau to đẻ đứa con gái vậy tôi bật cười và kéo tay mợ cả ra ngoài chợ huyện ăn chè rồi hai mợ con mới chịu đi về mợ cả nói thế thôi nhưng mặt mợ cười tươi hơn cả hoa ấy chứ sau khi ăn xong tôi và mợ cả bắt xe về nhà lúc về đến hiên thì đã thấy bà đứng ngoài cổng chờ kết quả siêu âm sao rồi mợ cả nhìn xung quanh rồi đáp thầy mẹ chuẩn bị cho con nụ cưới đi là vừa nó có chửa một trai một gái Bà nghe xong hình như không thể tin nổi vào tay mình Mở cả thấy vậy liền đưa giấy siêu âm rồi nói Đây mẹ nhìn đi Con chim nhìn rõ ràng thế này cơ mà Vậy Vậy chị thì sao Con thì hai thằng được dựa lận Chứ không được như con nụ Bà nhận lấy cả giấy siêu âm của mợ cả Và của tôi Bà xem một hồi kỹ càng rồi rú lên Ông ơi ông Hiệp ơi Trên nhà ông nghe tiếng gọi của bà Thì gắt lên làm gì mà như chết người thế? Ông xem này, con Quỳnh chở hai thằng con trai, con nụ thì một hĩm một cu. Ông gọi thằng Quyền về đi, gọi nó về để giết lợn ăn mừng, gọi luôn cả thằng Quân nữa. Ông hình như cũng không tin nổi và nhận lấy giấy siêu âm lật ngang lật dọc một hồi. Mợ cả thấy vậy thì lao vào nói. Thầy mẹ, đừng có vội thông báo chuyện này cho ai cả. Trước hết thì cứ sắp xếp đám cưới cho con nụ với thằng ba trước, cho chúng nó được ở với nhau cái đã. Con không muốn làm rình rang chuyện chữa đẻ này đâu." Bà nhìn mợ gật gù và đáp, "Ừ, vậy cứ làm theo ý chị đi, chị nói gì tôi cũng nghe tất, nhưng mà đám cưới con nụ cũng chỉ làm sơ sài thôi nhé, vì ông nội cũng không muốn nhiều người biết, lại soi mói." Thực lòng tôi cũng chẳng cần quá tươm tất, đám cưới sơ sài cũng chả sao, miễn được mọi người công nhận là vợ của cậu ba." Khi bà vừa nói xong thì bên ngoài cũng có tiếng dép lẹt xẹt của chị Hà và cậu Hai chị hà mua nào là hoa quả thức ăn nhìn thấy tôi với mợ cả thì chị mỉm cười nói em mua ít thức ăn về nấu có gì tí nữa nụ giúp chị nấu với nhé bà đang ngồi uống nước chè liền gọi chị hà vào và nói hà vào đây mẹ bảo dạ có chuyện gì vậy hả mẹ à là thế này cái quỳnh với cái nụ không phải đi làm như con nên là cơm nước việc nhà chúng nó lo được có điều chiều mẹ thấy con đi làm về cũng sớm nên có gì chiều con hộ đỡ chúng nó với nhá Tại hai đứa nó đều đang có chữa Nên là sức khỏe cũng bị hạn chế Chị Hà nghe bà nói xong Thì sa sầm cả mặt lại Nhưng rồi rất nhanh chóng chị cười tươi và đáp Vâng Con chả khó khăn gì mấy chuyện này đâu mẹ à Nhưng mà con chỉ sợ Nhiều khi tăng ca lại chả giúp được gì thôi Với con cứ đang thắc mắc Sao cái bé hằng kia làm gì nên tội Mà bị đuổi ra đi ở nơi khác vậy chưa còn thấy con bé ấy chăm chỉ thật thà mà cơm nước cũng chu đáo. Con bé ấy có chữa mà vẫn phải cố gắng làm việc chứ có kêu than mệt mỏi gì đâu mẹ nhở. Tự dưng đuổi bé ấy đi, Còn thấy tội tội mà cũng phí vì nhà mình đang tự dưng mất đi một người làm. Gớm, chả biết con mắt nào của chị Hà nhìn ra con hằng chăm chỉ. Lúc nó chữa thì ướn à ướn ẹo, chả thêm làm gì. Chị ghét tôi với mợ cả nên chị phải tâng bốc kẻ thù của hai chúng tôi cho hài lòng chăng? Bà thở dài thường thượt nói Ở trong chăn thì mới biết chăn có giận Nhưng mà dẫu sao nó có trở về anh cả Có thế nào thì vẫn là máu mủ của nhà mình Như vậy có hơi ác với nó không hả mẹ Ác gì chứ Ra đấy có kẻ hầu người hạ cơm nước đầy đủ mà Chị Hà không hỏi thêm chuyện con hàng nữa Mà quay sang tôi cười Nụ thế này thì chắc cũng sắp được lên làm mợ ba rồi mẹ nhỉ Ừ Mẹ tính qua tháng tổ chức đám cưới cho hai đứa nó À Dạ thế không biết thằng Quân có mời bác sĩ Ở huyện về ăn cưới không mẹ Con có đứa em họ cũng vừa ra trường Bằng tuổi thằng Quân Và cũng làm bác sĩ ở huyện luôn đấy Trước con định giới thiệu cho thằng Quân Con bé ấy xinh lắm Bố nó làm trưởng khoa một bệnh viện trên Hà Nội Mẹ thì làm công an Đợt đấy thằng Quân cũng định đi gặp mặt rồi Nhưng mà không hiểu sao lại thôi Sau này thì con mới biết Do em nữ có chữa nên thằng quân muốn có trách nhiệm với em ấy chị hà nói đến đâu thì vẻ mặt tỏ rõ sự tiếc nuối đến đó ông bà cũng chẹp miệng thở dài cô gái kia ra cảnh tốt thế tôi thấy tim mình như có ai bóp nghẹn dù biết sự thật bản thân không xứng với cậu ba nhưng tôi vẫn thấy đau đớn vô cùng nụ ra cùng chị nấu cơm nhé em làm việc nhẹ thôi để chị làm việc nặng cho chị quỳnh chị ấy trông ngén quá nên thôi để chị ấy nghỉ Tiếng chị Hà lại cất lên Tôi gật đầu và theo chị ra ngoài giếng Ông bà thì rủ nhau đi ra sườn gỗ của cậu ba Cậu hai thì ngồi ở buồng đọc sách Mở cả thì cứ nôn ẹ mãi không thôi Nên cũng đành vào giường nằm Lúc ông bà đi khuất Chị Hà liền nói Nụ giúp chị làm vẩy con cá này nhé Xong rồi chặt khúc ra cho chị Cái giọng chị ngọt sớt Tôi tuy chẳng có chút cảm tình nào với chị Nhưng cũng vẫn gật đầu nghe theo Chặt cá xong thì chị lại nói nụ rửa đi rồi cho gia vị bắc lên bếp giúp chị nhé cứ như vậy đến cá đến rau hết rau nên nấu cơm cuối cùng chị hà chả phải đụng tay việc gì cả tự dưng tôi cảm thấy bản thân như mắc lừa chị hà mà chẳng biết luôn ấy đến lúc ông bà về dọn cơm ra ăn thì chị hà tự nhận những món đó chị nấu còn tự khoe với ông bà nấu riêng cho mợ cả bát chè táo đỏ tân cương cho mợ dưỡng thai mà trong khi bát chè đó cũng là do chính tay tôi tự nấu Ông bà thấy vậy thì khen chị Hà ghê lắm Nào là đứa con dâu đảm đang Lại còn biết lo nghĩ cho từng người trong nhà Bà còn bảo chị Hà ăn nói không khéo Nhưng tính cách tốt thì chẳng ai bằng Đến lúc ăn xong Chị Hà còn bê bát ra rửa Tôi có đòi rửa thế nào Chị cũng không chịu Với lý do là muốn tôi dưỡng thai Thế là ông bà càng khen lấy khen để Khen đến mức những từ hoa mỹ trên đời Ông bà đều dành cho chị Hà cả Thực lòng tôi thấy chị Hà giả tạo nhưng tôi không muốn bóc mẽ làm gì. Dẫu sao sau này, tôi, chị và mợ cả cũng đều là người một nhà, đều là chị em dâu, thì bóc mẽ làm gì cho mệt. Những ngày tiếp theo, chị Hà vẫn cứ giả tạo như vậy, còn suốt ngày nói mốc nói xéo tôi. Thế nhưng nghe lời mợ cả, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn cho nhà cửa yên ấm. Và lại dạo này ở nhà, ông bà và mọi người cũng đang tính chuyện cưới xin cho tôi với cậu ba, nên tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều một ngày trước ngày cưới một tuần cũng là sau đám cưới của chị hà và cậu hai hơn một tháng buổi tối khi tôi đang nằm ngủ cạnh cậu ba thì bên ngoài có tiếng ồn ào tôi vội gọi cậu ba dậy rồi chạy ra ngoài vừa ra đến cổng thì đã nghe tiếng gào khóc của con hằng loáng thoáng quanh đây tôi còn ngỡ mình nghe nhầm cho đến khi có tiếng bà cất lên hằng mày sao mày lại về đây lúc này cả sân cả nhà đã sáng choang điện tôi kéo cậu ba ra nơi có tiếng khóc thì chợt thấy con hằng đang nằm ở sân tóc tài rũ rượi hai hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói bà ơi bà cho con về đi bà đừng bắt con ở ngoài kia nữa tội mày mày chưa chịu hết giờ con đòi về sao con con xin bà đấy bà cứu con đi bà xem cả người ngợm con bị đánh bầm tím cả lại con không sợ chết con chỉ sợ người ta đánh con xảy cả thai thôi nói rồi nó vén áo lên Toàn thân quả thực có rất nhiều vết bầm tím Còn có cả chút máu dớm ở da tay Nó bất ngờ lao về phía mợ cả Và ôm chân mợ rồi nói Mợ cả Con biết là mợ hận con Nhưng mà dẫu sao con cũng có chửa Con xin mợ để con đẻ xong Rồi mợ muốn giết con Hay thế nào cũng được Con Hằng nói đến đâu Thì cả nhà nhìn mợ cả đến đó Ông nhìn con Hằng và giết lên Mày nói cái gì vậy Ông, con, ra ngoài này ở, ngày nào con cũng bị hai tên gia đình với vú ngọ đánh. Đến hôm nay, con nghe được họ nói chuyện với nhau, bảo mợ cả muốn hành hạ con, muốn con chết đi để khỏi đẻ ra nghiệt xúc. Con biết là con để mình có chửa với cậu cả là sai, nhưng mà đứa trẻ làm gì có tội, cho nó được thành người rồi con sẽ nhảy sông tự vẫn. Ai tin lời nó thì tin, chứ tôi thì còn lâu mới tin. Mợ cả ghét nó thật, nhưng từ trước tới nay mợ chưa bao giờ có ý định hại bảo thai trong bụng nó. nếu muốn, mợ chỉ cần một liều thuốc đủ cho nó phải cút ra khỏi nhà, chưa cần gì đưa người đến hầu hạ nó cơ chứ. chị Hà thấy vậy liền lao về phía con Hằng, còn xem xét vết thương trên người nó rồi nói: thầy, mẹ, con này bị đánh dã man quá, người nó bầm tím cả lại rồi. mợ cả định lên tiếng phân bua, thì chị Hà lại nói lớn át đi, Hằng. Mày nói là gia đình của nhà chị Quỳnh đánh mày thế này sao? Dạ vâng, mở cả sai bọn họ đánh. Con Hằng còn chưa kịp nói hết câu thì chị Hà đã vào bút một phát vào mặt nó rồi rít lên. Mày đừng có ăn nói sang bậy, mắt nào của mày thấy, tai nào của mày nghe thấy chị Quỳnh sai người đánh mày. Gia đình của nhà chị ấy có nói thế thì mày nghe được cũng phải hiểu chưa chắc là chị ấy đã dục thật. Trừ khi chính tay mày nghe được từ miệng chị ấy dục hiểu chưa? Mày nghĩ chị Quỳnh là người ác độc đến nỗi đứa bé trong bụng mà chị ấy cũng không tha sao chị hà rõ ràng đang chửi con hằng mà tôi nghe cứ như đang tắt vào mặt mợ cả con hằng khóc hu hu và đáp lại mợ hai ở đây gia đình có bao giờ dám tự ý làm những việc mà chủ không giao nếu mợ cả không sai thì liệu rằng ai dám đánh con ra thành thế này không con đang bụng mang dạ chửa chẳng lẽ con tự đánh mình nó vừa nói xong thì có tiếng của vú ngọ từ bên ngoài chạy vào Vũ thở hồng học và nói Con này, con này nó điêu ngoa Những vết bầm này đều tự nó làm thành ra như vậy Đám gia đình nhà cái Quỳnh chưa ai đánh nó bao giờ Có vài lần nó bỏ trốn Đều bị hai thằng kia bắt lại Chứ chưa hề đụng vào một sợi lông chân của nó Giờ nó lại vụ oan cho cái Quỳnh vú Ngọ vừa rất lời Thì chị Hà liền cười và đáp vú Ngọ Tôi biết vú là người làm của nhà chị Quỳnh Nên Vũ bênh đám gia đình bên ấy nhưng mà vù nói gì thì cũng phải có lý một chút chứ làm gì có chuyện con hằng tự đánh mình thành ra thế này đánh thế này chỉ thiếu chút nữa là xảy thai mà nó xảy thai thì ai là người thiệt nhất chính nó là người thiệt nhất chứ còn ai nữa tôi chưa biết chị quỳnh có sai đám gia đình đánh nó hay không cái này chắc chỉ có chị ấy mới biết mà nếu chị ấy có sai đám gia đình thì cũng chắc không dám nói ra đâu vì là người ở làm sao mà phản bội chủ được chị nói xong dừng lại và liếc mở cả một cái rồi nói tiếp nhưng tôi nghĩ có thể chị cả không phải là con người như vậy bây giờ vú nói thế này thì người ta biết thế này còn hằng nói thế kia thì người ta biết thế kia hai bên đều chẳng có bằng chứng gì để chứng minh hoàn toàn đúng cả nên trường hợp này cũng khó mà giải quyết thầy mẹ con tính thế này xem có hợp lý không giờ đón con hằng quay lại vì nếu để nó ở ngoài kia thì mình cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Và lại nói sao thì nói, cốt nhục của anh cả nó vẫn mang. Mình không thể vì đứa bé là con gái, vì con hàng là ở đợ mà để nó sống dở chết dở được. Cứ đón nó về, đợi 9 tháng 10 ngày nó sinh xong thì tính sau. Mợ cả nãy giờ im lặng, bất chợt cười to. Mợ cười ai cũng tưởng mợ phát điên. Cười chán chê thì mợ quay sang chị Hà và nói. Hà Chị cứ nghĩ là em biết điều Nhưng mà không ngờ cuối cùng em cũng lộ mặt ra rồi Uổng công chị càng nhịn em Mấy tháng nay bầu bí Chị không muốn sân si với ai Chỉ muốn bình yên để sau này sinh con cho chồng chị Nhưng chị cảm thấy Mình càng cố gắng nhẫn nhịn Thì em lại càng được đà lấn tới Hết xỉa xói chị là gây nghiệp chướng Từ kiếp trước nên không có con Có con rồi em lại chê bai chị lười biếng Và giờ là giúp kẻ thù của chị quay về đây Những việc em làm chị thấu hết nhưng mà ít nhất chị cũng cảm thấy đó chỉ là trò trẻ con. Em muốn thầy mẹ thương em hơn, chứ chị cũng không nghĩ hóa ra vì việc xưa kia em vẫn ghim thù trong lòng. Tại sao phải vậy cơ chứ? Chuyện cũ rồi sao không buông bỏ? Giờ chị lấy chồng rồi, chị cũng chỉ yêu mình chồng chị. Em cũng lấy chồng, còn là em trai của chồng chị, mà sao em vẫn ghét chị như vậy? Tôi nghe mợ cả nói xong, thì tự dưng trong lòng vô cùng sừng sốt. Chuyện xưa cũ, Rốt cuộc chị Hà và mợ đã từng xảy ra chuyện gì mà khiến chị ấy ghét mợ như vậy? Chị Hà nghe mợ cả nói xong cũng sửng sốt vô cùng, nhưng rồi chị ta nhanh chóng lấy lại bình thản và nói Chị Quỳnh, chị nói gì em không hiểu, thực lòng em cũng chỉ thấy thương con bé Hằng có mang, không được yêu thương quan tâm, lại còn bị đánh cho bầm dập như thế này nữa. Chị nghĩ những lời chị nói em là người rõ nhất, ở nhà này chị là dâu cả nên chị muốn mọi người được yên ấm hòa thuận nhưng nếu em đã không muốn yên ấm Thì chị sẵn sàng chiều lòng em Còn con Hằng Em muốn đưa nó về đây thì em cứ việc Cứ thoải mái làm những gì em thích Sống với nhau một cách chân thành mới khó Chứ còn vì những toàn tính ích kỷ Mà hại lẫn nhau thì dễ thôi em à Mợ cả nói xong Thì chẳng thèm quan sát sắc mặt của ông bà hay cậu cả Liền bỏ vào buồng Và đóng cửa sầm một cái Chị Hà thở dài tỏ vẻ oan ức Thầy mẹ con thực sự không hiểu chị cả đang nói gì cả, con thực lòng chỉ thấy thương và muốn con bé được chăm sóc tử tế những ngày thai kỳ thôi mà. Tôi nghe xong thì tự dưng muốn ói mửa. Càng nói đúng thực càng thấy bộ mặt giả tạo của chị Hà lòi ra. Ông bà nhìn vú ngọ rồi nói: "Sự việc là như nào vậy hả chị ngọ? Chị sống ở nhà cái Quỳnh bao nhiêu năm nay, từ ngày nó đi lấy chồng chị cũng thường xuyên sang đây chăm sóc nó. Tính cách chị tôi cũng đôi phần hiểu được." Chị cứ nói đi tôi nghe thử xem nào Cô Ngọ nghe vậy thì gật đầu và nói Những vết thương trên người con Hằng Đều là nó tự làm Chứ chúng tôi không hề đánh nó Không tin thì ông bà cứ thử bảo cậu ba kiểm tra xem Cậu ba là bác sĩ Những vết thương này cậu rõ nhất Là nó tự làm hay là nó đánh Còn hôm nay nó không phải trốn được Mà là có mấy người đến cứu nó Hôm nay nhìn lúc thằng Hùng về quê thăm mẹ nó ốm Thằng Kiên thì đi ăn đêm Lúc đấy có hai thằng đến một thằng đập vào cổ tôi một cái tôi ngất lịm đi và không biết gì nữa lúc tỉnh dậy thì đã không thấy con hằng ở đâu cả con hằng nghe vậy thì gào lên bà ngọ bà đừng có điêu nữa bà nghĩ tôi điên hay sao mà tự đánh mình tôi bị nhốt bao nhiêu ngày ngoài đấy còn không được nhìn thấy ánh mặt trời bà bảo lấy đâu ra chuyện có người đến cứu tôi tôi chỉ là thứ ở đợ giải rách chứ có phải tiểu thư quyền quý gì mà có người cứu tôi được vú ngọ liếc nhìn chị hà rồi nói Ông bà tin ai thì đó là việc của ông bà Tôi cũng chỉ biết nói ra sự thật thôi Tôi xin phép đêm khuya rồi tôi đi về Chuyện nhà ông bà giải quyết sao Có lẽ tôi không tham gia làm gì Nói rồi vú ngọ xoay người bước đi Tôi thấy ông bà thở dài thường thượt rồi gọi to Quỳnh ra đây thầy hỏi mau lên Thế nhưng mợ Quỳnh chẳng thèm ra mà đáp Thầy mẹ ở với con bao nhiêu lâu nay cũng hiểu tính con thế nào rồi Nếu thầy mẹ tin con thì không cần giải thích Nếu mà không tin con thì con càng chẳng việc gì phải giải thích cả. Còn con Hằng, thầy mẹ muốn đón rước nó về hay thế nào thì tùy thầy mẹ. Nhưng mà con nói trước, trước kia nó hại con xảy thai một lần, con khiến con không có thai được. Nếu như lần này thầy mẹ đón nó về thì con sẽ về nhà con ở. Thầy mẹ chê con hư hỏng gì cũng được, nhưng con nhất định phải bảo vệ con của con chào đời. Chứ con không muốn ở đây rồi suốt ngày cứ phải lo sợ có người hại mình. Chị Hà thấy vậy thì nói. Chuyện con Hằng với chị dâu trước kia thế nào con không biết Nhưng mà nếu chị ấy đã không muốn cho con Hằng về Thì thầy mẹ cũng đồng ý với chị ấy đi Ở nhà này quan trọng nhất là yên ấm hòa thuận Chị dâu giận con Giận thầy mẹ nên làm lẫy Nói linh tinh tí thôi Nhưng mà đêm hôm rồi Giờ đuổi con Hằng đi cũng không phải phép Nên thôi cho nó về buồn ngủ một hai đêm Rồi con sẽ tìm một cái nhà Với một người ở mới chăm nó cho tới lúc nó đẻ Chẳng hiểu sao Tôi thấy đây chỉ là cái cớ tạm thời của chị Hà chắc chắn rồi chị sẽ để con hằng ở lại đây và gây khó dễ cho mợ cả và tôi cho mà xem nãy giờ tôi mới để ý cậu cả đi ra sưởng gỗ thì không nói còn hai cậu đều chưa ai lên tiếng bất chợt cậu ba liền nói chị hà chị lấy anh hai thì chuyện của chị cả và con hằng tốt nhất là để chị cả xử lý con hằng mưu mô xảo quyệt hại chị cả không biết bao nhiêu lần cả nhà đều biết chị lại mới đến nên tốt nhất đừng có xen vào chuyện này làm gì Em không biết trước kia chị với chị cả đã xảy ra chuyện gì Nhưng giờ đã cùng là người một nhà Thì phải nên bảo vệ lấy nhau Chứ đừng bảo vệ người ngoài Còn hàng tốt nhất để nó đi càng xa càng tốt Giờ đêm nay để nó ngủ đây cũng được Nhưng để anh Bình và anh Minh canh nó Nó mà bày trò gì thì liệu hôn Sáng mai đợi chị cả nguôi giận Xem chị ấy nói thế nào Chuyện này chắc chắn con Hằng nó bày trò Chị cả tính nết xưa nay thế nào Ai cũng hiểu cả Chị Hà nghe vậy thì mặt tối sầm lại Ông bà thấy cậu ba nói hợp lý liền đồng ý. Phải rồi, ông bà có ngu đâu mà chả nhận ra con Hằng thế nào. Chỉ có điều trong chuyện này có nhiều mờ ám. Ví dụ như mấy người cứu con Hằng theo lời vú ngọ là ai? Chắc chắn ông bà vẫn còn đang thắc mắc. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt, ông bà không thể tra ra nổi. Mà kể cả có sáng thì cũng không thể tìm ra nên đành gật đầu và nghe lời cậu ba. Con Hằng được đưa về buồng cũ và có người canh bên ngoài. Chị Hà với cậu hai cũng đi về buồng Tôi dục cậu ba về đi ngủ Còn tôi thì gõ cửa buồng mở cả Mở cả đang nằm Nghe giọng của tôi liền mở cửa rồi nói Sao thế Đêm hôm khuya khuất rồi Về mà ngủ đi Mợ Mợ với chị Hà ngày xưa có chuyện gì hả Tò mò làm gì Thì mợ cứ nói đi Chuyện hôm nay chắc chắn là có bàn tay chị ấy sắp xếp rồi Con muốn hỏi Để biết con đang có một cái ý này hay lắm mợ cả nhìn tôi nghi hoặc, có gì? tôi kéo đầu mợ xuống và thì thầm một hồi, mở cả nhìn tôi và tự dưng hai mắt sáng lên và hỏi lại, ừ nhỉ, sao tao lại không nghĩ ra, mà sao mày biết cái này? cậu ba hay nói với con, mấy lần con với mợ đi khám thai xong, con cứ thắc mắc đó là gì, ngay cậu ba giải thích thì con mới biết. nụ, không ngờ có những lúc mày thông minh như vậy. mai tao lấy tiền xong, tao với mày đi rồi sau bảo tháng ba nó lắp cho vâng nhưng mà mợ kể con nghe chuyện trước kia mợ với chị hà sao đã mợ cả định lên tiếng thì bất chợt tôi nghe có tiếng cậu cả mở cổng bước vào đành đi về buồng lúc này qua buồng của cậu hai chợt nghe tiếng cậu rít lên hà anh không biết chuyện trước kia xảy ra như thế nào nhưng rõ ràng hôm nay anh thấy em sai hoàn toàn em nói chuyện vừa đấm vừa xoa như thể muốn đổ lỗi cho chị dâu cả từ lần sau em đừng có như vậy nữa thực sự anh cảm thấy càng ngày em càng trở nên xa lạ với anh anh không tin em sao chuyện như thế này mà em còn muốn anh tin thế nào anh tin em cũng được nhưng mà anh không thể tin nổi tôi không dám nghe thêm nữa và chạy về buồng cả đêm ấy chẳng hiểu sao mãi tôi không ngủ được vừa thương mợ cả lại cũng cảm thấy nửa sợ hãi nửa hào hức cho kế hoạch sắp tới khi tôi đang nằm suy nghĩ miên man thì có tiếng cậu ba gọi bên ngoài mở cửa cho tôi nụ ơi vừa mở cửa thì cậu đã lao vào so bụng tôi rồi nói không gặp hai đứa có tí mà đã lớn phát khiếp rồi mợ à cậu điên rồi gì mà làm như trăm năm không gặp vậy chả thế thì sao vừa nói cậu vừa bế tôi lên giường và trêu chọc nhưng mà nhớ mợ hơn biết là cậu nịnh nhưng tôi vẫn cười vì sung sướng thủ thị tâm tình một chút tôi liền bảo cậu cậu ba cậu có thấy nhà mình càng đông đàn bà càng dối gen không ừ cái này là tôi công nhận ngày nào cũng phải đứng ra giải quyết chuyện của các mợ thầy mẹ tôi chắc cũng mệt luôn đấy vậy nên là mợ cả đang muốn mua một cái mèn Kara để lắp bí mật đấy cậu à cậu ba nhìn tôi ngơ ngác hỏi lại mèn raka là cái gì vậy lần đầu tôi nghe đấy ơ ờ, chính miệng cậu lần trước nói với tôi đấy là mèn raka mà bây giờ còn hỏi lại ôi đừng có bảo là cậu ngốc đấy nhé tôi bật cười và giải thích cho cậu nhớ là cái máy thu hình ở bệnh viện trước tôi hỏi cậu đó ví dụ ai làm gì người ta thu lại hình và nhìn thấy được hết mà tôi thấy bảo còn chiếu lại được mà cậu trước nói với tôi một lần còn gì cậu ba nghe đến đấy thì đột nhiên ngồi dậy rồi quỳ sụp xuống và nói tôi lạy mợ cái đấy người ta gọi là camera camera chứ không phải là mèn ra ca mợ ơi Tôi bị cậu nói cho ngượng chín mặt Nhưng vẫn cố chống chế Thì đấy, đại loại thế Cậu mới nói có một lần Mà sao mà tôi nhớ được Đấy, mợ cả đang muốn lắp cái đấy ở nhà mình Mợ bảo mai nhờ cậu mua hộ Rồi bí mật lắp Sau này có bị vụ oan Thì cũng còn có chứng cứ Mua hộ Sao vậy, cậu không giúp à Cậu biết rõ mợ cả cũng bị đổ oan rồi Bị hạ nhiều lần mà Không phải tôi không giúp mà là camera không đơn giản như mợ nghĩ đâu chưa nói việc nó đắt ra sao mà riêng việc tìm mua được cũng đã khó rồi bệnh viện trước tôi đưa mợ vào đó là bệnh viện hiện đại nhất mới có hệ thống camera như vậy đấy đấy mua khó lắp đặt còn khó hơn nữa cái này đâu phải giống như cái nồi cái son đâu mợ một hệ thống của nó không những chỉ cần cái máy ghi hình đơn giản đâu mà còn rất nhiều những thứ phức tạp nữa mợ nghĩ lắp bí mật được sao cậu ba nói một chàng giang đại hải khiến mồ hôi tôi cứ túa ra. Kế hoạch cứ tưởng hoàn hảo, mà sao cậu ấy nói tôi thấy quả thực mình hơi hoang tưởng. Mặt tôi nhăn nhúm cả lại, cứ nghĩ đến việc để mợ cả phải chịu oan hoặc bản thân bị hãm hại. Tự dưng tôi thấy khó chịu kinh khủng. Tôi lay lay tay cậu và nói Vậy, vậy không còn cách nào sao cậu? Chẳng lẽ cứ để người ta đổ oan cho mợ cả như vậy? Mà tôi với mợ cả đang bầu bí. Nói thực, tôi rất lo cho những đứa bé Thực ra không thể lắp đặt camera Thì tôi có một cách này bày cho mọ Nghe cậu ba nói Hai mắt tôi sáng rực hỏi lại Cách gì vậy hả cậu Mua điện thoại có chức năng ghi hình và ghi âm Mua điện thoại thì dễ dàng hơn nhiều Mà điện thoại bây giờ có loại chụp ảnh quay hình được Như vậy cũng dễ dàng và tiện lợi hơn Mua điện thoại Tôi tưởng chỉ có điện thoại bàn như ông bà Ngốc lắm Ở quê mình vậy thôi Chứ ở Hà Nội người ta dùng điện thoại chụp hình lâu rồi mà mua điện thoại thì mua cho mợ một cái Chị cả một cái lại càng tiện Mà mua cũng đúng thôi Sau có chuyện gì mợ gọi cái là tôi nghe được rồi về ngay Ừ nhỉ Sao tôi không nghĩ ra Mà mua cho mợ cái điện thoại sớm hơn nhỉ Nhưng Nhưng sao Tôi sợ tôi không biết dùng Thì tôi dạy mợ Mợ thông minh như vậy chắc là học cũng nhanh thôi Ừ thì thôi Không có camera có điện thoại cũng được Mà có khi còn tiện hơn ấy chứ nếu mà bị hãm hại Thì gọi cái cho cậu ba được luôn Đến sáng hôm sau Không cần mợ cả hỏi Tôi cũng tự động dậy sớm Dậy sớm còn xem mợ cả xử con hàng như thế nào nữa chứ Lúc tôi dậy Thì cậu ba vẫn đang ngủ Tôi đốc cậu dậy mấy cái Thì cậu mới chịu dậy Cậu đang định mặc quần Thì trên nhà có tiếng mợ cả hét lên Tôi chẳng kịp suy nghĩ Liền lao thẳng lên nhà Đã thấy mợ cả nằm vật ra sàn Bên cạnh con hàng đang lắp bắp nói Mợ, mợ cả mợ cả đưa tay ôm bụng gào lên con điếm này đến giờ mày vẫn chứng nào tật đấy vì mày biết tao chửa mày muốn đẩy tao xảy thai đúng không tôi chạy vội và đỡ mợ cả ngồi dậy ông bà thì từ trong nhà nhanh chóng đi ra và quát mới sáng sớm mà đã có chuyện gì mợ cả nhìn con hằng vừa khóc vừa nói con đã bảo rồi con không muốn chứa chấp con điếm này trong nhà thầy mẹ không thèm nghe con sáng con vừa đi ra ngoài định đi lấy ít hoa hồng hãm trà Ai ngờ mới ra đến đây Con ôn vật kia đã đẩy con Bụng con đau quá thầy mẹ ơi Con Hằng nghe vậy thì phân bua Không phải đâu ông bà Rõ ràng ban nãy Anh Bình gọi con bảo con ra ngoài tí Mợ cả gặp Nhưng mà con vừa ra Thì mợ cả đã ngã vật xuống Rồi đổ cho con Mày ăn nói điêu toa thế hả Hằng Thằng Bình sáng sớm chạy sang nhà thầy mẹ tao Lấy hồng quần áo cho tao Mà mày còn dám bịa chuyện ra như vậy Biết thế đêm qua Tao dục chúng nó khóa cửa buồng mày lại vì tao sợ mày chửa hay ra ngoài nên tao mới không khóa mà sáng ra mày đã hại tao thế này rồi mở cả vừa nói vừa ôm tay giữ bụng lúc đó cậu ba cũng đã bước ra cậu dục cậu cả bế thóc mở cả đặt vào sập rồi trong mày nói chị quynh chị thấy trong bụng thế nào đau đau lắm chị nằm im đấy nhé để em xem có phải động thai hay không giờ nằm im nghỉ ngơi không được hoạt động gì nữa cũng không được tức giận nghe đến động thai Mở cả liền gào lên Sao lại động thai cơ chứ Rõ ràng hôm trước đi khám bình thường cơ mà Rất có thể do chị bị con hàng đẩy mạnh quá Nên như vậy Thôi chị đừng gào khóc nữa Mà nằm im nghỉ ngơi đi Nghe cậu ba nói vậy Ông liền lao thẳng đến Và tắt mạnh vào mặt con hàng rồi gằn giọng Mày to gan thật Đến giờ mà mày vẫn chứng nào tật nấy Đến mức này mày còn dám cãi nữa không Chuyện mày bỏ trốn về thì chắc chắn cũng là mày bản mưu tính kế chứ gì. Vú ngọ tính cách xưa này thế nào, tao cũng rõ. Ít nhất lời vú nói tao tin hơn là mày. Đêm qua mày xin về, mày khóc lóc, để rồi bây giờ mày lại đầy con quỳnh động thai. Mày có tin là ông lột da mày luôn không? Con hàng mặt tái mét lại, đụng vào ai, chưa đụng vào cháu đích tôn của ông thì đời nào ông tha. Nó chấp hai tay van xin. Ông bà, con không hề đẩy mỡ cả. Cậu cả liền lao vào và tát bốp vào mặt nó rồi giít lên. Tao đang nằm ở buồng mà tao nghe tiếng rầm một cái. Ra thì thấy Quỳnh đã ngã vật ra sân. Mày còn cãi cái gì khi mày đứng ngay đó? Cậu, cậu cả, đến cậu cũng không tin con sao? Bao nhiêu lần mày hại vợ tao rồi mà mày còn muốn tao tin mày hả? Nhưng, nhưng mà con đang chữa có con với cậu đấy. Những lời cậu hứa trước kia với con, giờ cậu lật lọng còn đánh con nữa sao? Con này hình như vẫn còn đang hoang tưởng rằng cậu cả yêu nó hơn mợ cả, dù sau bao lần cậu phũ phàng ông cầm gậy và phang vào lưng nó rồi nói nụ mày sang gọi vũ ngọ sang đây rồi lôi con ôn vật này đi nếu nó dám bỏ trốn một lần nữa thì dù nó có mang có chửa cũng đánh chết không tha con hàng nghe vậy thì quỳ sụp xuống khóc lóc rồi nói ông ông tin con đi con không hề đẩy ngã mợ cả mày không đẩy thì nó tự ngã chắc vâng vâng là mợ ấy tự ngã rồi đổ cho con ông lại vụt thêm cho nó một cái rồi quát lớn. Mày nghĩ ai cũng như mày, chỉ có mày mới nghĩ ra được những cái trò mất dậy như vậy thôi. Còn Quỳnh nó mong con từng ngày mà mày dám nói nó tự ngã hay sao? Cút ngay, con nụ còn đứng được ra đấy làm gì? Mà thôi, thằng Quyền với thằng Minh lôi nó đi. Lôi sang nhà cái Quỳnh, bắt nó làm ở đỡ ở đó. Nhà cái Quỳnh nhiều gia đình, nó mà dám làm gì cứ bảo phạt theo gia pháp bên đấy, không cần nề nang. Lúc này mặt con Hằng chuyển từ tái xanh sang đèn kịt, bị đẩy vào nhà mợ cả thì đời nó coi như tiêu bên đó gia đình gần gấp đôi nhà ông lại còn có vú ngọ và thầy mẹ mợ cả ghét nó chuyến này thì chạy đằng trời hằng ơi nó dập đầu xuống đất và gào lên ông ơi con xin ông đừng bắt con sang đấy nhưng ông giờ đây nào nghe nó chị hà thấy vậy liền nói đỡ cho nó thầy cứ cho nó ra ở nhà hoang như trước là được chị hà vừa nói xong thì cậu hai đã lử mắt trả lời Ý của thầy đã quyết Em đừng có xen vào Anh cả lôi nó đi đi Cậu Quyền quay sang nhìn cậu ba Rồi nhìn mợ cả và nói Quân xem chị thế nào rồi có cần đưa đi bệnh viện không Không cần đâu Anh bế chị vào buồng đi Tí nữa em cho ít thuốc bổ uống là được Cậu Quyền liền bế mợ cả vào Rồi lôi sình sạch con hằng đi Đợi cậu đi khuất Bà dục cậu ba xem mợ cả thế nào Rõ ràng là cậu đã nói mợ không sao Chỉ cần nghỉ ngơi mà bà vẫn không tin bà còn bắt cậu cõng mợ ra bệnh viện cho đến khi mợ nói mợ không sao thì bà mới chịu nghe cậu ba đưa cho tôi cốc nước trắng tinh rồi nói mang cái này lên cho chị cả uống rồi bảo thuốc dưỡng thai nhé tôi nhìn cốc nước trắng tinh như nước lọc vội mang lên cho mợ cả rồi nói mợ ơi mợ uống thuốc này đi mợ cả nhận lấy và uống ực một hơi tôi tò mò hỏi mợ mà sao thuốc bổ thai gì như nước lãi mợ nhỉ chả mùi chả vị gì cả thì nó là nước lọc mà tôi nghe mợ nói vậy thì hà hốc mồm hỏi lại là sao vậy mợ con này ngu kinh khủng nãy giờ tao với thằng ba diễn thôi tao chả bị sao cả lúc này tôi lại càng ngạc nhiên hơn mợ cả liền cốc đầu tôi một cái rồi nói nhỏ con hằng với con hà về chung một đội tao với mày đấu sao nổi khi đang mụng mang dạ chửa thế này kể ra tao với mày không chửa thì tao cũng chả sợ gì sẵn sàng đấu luôn nhưng mà để bảo vệ an toàn cho lũ trẻ Thì phải đấu từng con một Giờ con Hằng bị đuổi đi Đấu với con Hà sẽ dễ hơn một chút Mà vụ hôm qua mày hỏi thằng Quân sao rồi Tôi kể lại những lời cậu ba nói hôm qua Mở cả nghe xong thì gật gù đáp Thế cũng ổn mà Sau này con Hà làm gì Thì mày đứng quay hoặc là tao quay Dạ vâng Mà trước kia chị ấy với mợ thế nào ấy Mở cả thở dài đáp Con này nó học cùng cấp 3 với tao Hồi xưa cấp 3 thầy mẹ tao cho tao lên Hà Nội học mà lúc ấy tao với lão lớp trưởng yêu nhau ai rẻ con hà này cũng yêu lão đó xong rồi nó suốt ngày bêu xấu tao với lão lớp trưởng nhưng mà lão trả tin còn chỉ nó là xấu tính ích kỷ con này cay cú rồi hãm hại tao bao nhiêu lần thế là tao mới chia tay thằng lớp trưởng rồi sau khi học xong thì yêu cậu Quyền rồi lấy cậu ấy nhưng mà lúc đó cậu Quyền đi làm xa nên tao học thêm lớp sư phạm vào cuối tuần ngày đầu lúc đó lão lớp trưởng với con hà yêu nhau nhưng lão biết tao đi học nên suốt ngày tìm đến tao con kia ghen lồng ghen lộn lên rồi chửi mắng tao trong khi tao chưa bao giờ đói hoài đến cái thằng cha ấy luôn có chồng rồi mà đói hoài làm gì chắc đến tận bây giờ nó vẫn ghim thụp tao vì con này yêu thằng đó chết đi sống lại mà mày không biết đâu mang tiếng là gái thủ đô mà con này mưu hèn kế bẩn chả khác gì con hằng đâu thuê người dán hình tao rồi bảo tao làm ca ve đấy mới nghe mợ cả kể sơ qua tôi đã thấy kinh hãi chị hà người gì đâu mà chuyện từ năm nào năm nào mà vẫn còn thù ra như vậy kể ra chị hà bẩn tính phết chứ chả đùa đâu bảo sao chị ấy toàn nhắm vào mợ cả Hổ thân mợ đã không muốn sân si mà gặp ngay hết con hằng đến chị hà mợ kể xong thì thở dài nói thực lòng là tao cũng chả muốn ông bà mệt vì đại chiến nàng dâu đâu nhưng mà hôm qua tao thừa biết con hằng trốn về là do con hà con này muốn mượn gió bẻ măng Rồi tội vạ gì Thì đổ lên đầu con ôn vật kia hết Nhưng tiếc là tao thừa biết Nên phải đuổi thẳng cổ con kia đi Riêng nó mà sang nhà tao Chỉ có nước ở đấy cả đời Chứ không bao giờ được quay lại đây Nhà tao á có cái nhà kho Chả khác gì cái nhà tu. Con ôn đấy sang tha hồ mà hưởng Thầy mẹ tao cũng gớm ghê lắm Chứ không như ông bà đây Thôi có như đây là báo ứng nó phải chịu Mà thôi Mày đi ra ngoài đi Không tí con Hà nó lại soi À bảo thằng chồng mày lộn lại cái quần đi Ngày nào nó cũng mặc quần trái là sao nhỉ Chúng mày sáng mới ân ái nhau Mà quần mặc ngược hả Tôi nghe mợ cả nói Mà tự dưng xấu hổ đỏ cả mặt Liền chạy ra ngoài Cậu ba đứng ở sân giếng Và huyết sáo treo đùa lũ chim Vừa treo lại còn vừa hát nghiêu ngao Tôi nhìn chiếc quần thể thao mặc ngược Liền gọi nhỏ Cậu ba Cậu nghe xong thì quay lại nhìn tôi và gào lên Mở gọi tôi hả? Nói to lên, tôi không nghe được gì cả. Tôi hất hàm ra hiệu, nhưng cậu vẫn không nghe được. Chị Hà thì đứng dưới sân, tôi cũng ngại nên chạy ra sân giếng, chỉ chỉ tay vào quần. Thế mà cậu vẫn chả biết ý, lại còn chạy sòng sọc vào và hét lên. Sao cơ? Mở nói cái gì? Nói to lên xem nào, cứ chỉ chỉ cái gì thế hả? Tôi kéo tay cậu gần vào thì thầm. Cậu, mặc quần ngược kia. Tôi chả nghe được gì cả, Tự dưng cứ thầm thì làm gì Nói to to lên xem nào Tôi nói thêm mấy lần nữa Thì cậu vẫn không nghe được Đang cơn bực mình tôi liền rít lên Cậu mặc quần ngược kia Đi vào thay đi Thế mà cậu trả thêm xấu hổ Và cười hì hì lại chạy vào trong nhà Bà thở dài nói Cái thằng này không biết bị sao Mà cả ngày mặc cái quần ngược nhỉ Cả con nụ nữa Sắp làm vợ rồi mà không biết bảo ban chồng Chị Hà đứng ngoài sân nghe bà chửi thì cười và đáp thay tôi. Mẹ trách em ấy làm gì, em ấy còn non dại mà. Với lại mẹ xăm ngày nào chú Quân cũng chui xuống dưới buồng em nụ, ngủ đến sáng vội quá, mà quần ngược là điều hiển nhiên. Mà lạ thật mẹ nhỉ, con cứ tưởng ở quê chưa lấy nhau là không được ngủ với nhau. Em nụ nhà mình cũng máu quá cơ. Tôi nghe xong thì tự dưng muốn tắt thẳng cốc nước vào mặt chị Hà. Chị nói cười cợt nhưng rõ ràng là đang mỉa mai tôi, còn cố ý làm cho bà chửi tôi. Ý như rằng bà chửi tôi và cậu ba té tát Nhưng mày thầy cậu ba trong buồng bước ra và nói đang nào mà chả là vợ chồng Con ngủ trước với vợ con Là con hưởng thụ quyền lợi trước thôi mà Thôi mẹ đừng có mắng bọn con làm gì cho mệt ra Nghe nói trước mẹ cũng vậy mà Bà nghe vậy thì đấm thùm thụp vào người cậu ba mấy cái Cậu liền ôm chầm lấy bà và nịnh nọt Mẹ đẹp thế này Bảo sao thầy con không mê mẩn Mà tháng lương này con đưa cho mẹ một nửa luôn. Thế một nửa còn lại mày làm gì? À, con có việc cần bí mật sau này con mới tiết lộ. Lắm chuyện nữa, thôi xéo đi, pha cho mẹ cốc nước thanh mai, nóng quá. trả đợi cậu đứng dậy, tôi liền chạy đi pha rồi đưa cho bà. Bà uống đến đâu cười đến đó, chỉ có chị Hà đứng ngoài sân là tức nổ đom đóm mắt. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi về buồng lấy quần áo đi tắm. Đột nhiên cậu ba từ đâu lao vào Thường phải nửa đêm cậu mới xuống Nhưng lần này mới chập tối chẳng kiêng nể gì Đã xuống rồi Tôi nhìn cậu ba vinh mặt nói Hình như là cậu càng ngày càng cuồng tôi hay sao ấy nhỉ Cậu ba thấy vậy thì bĩu môi đáp Tôi thấy mợ càng ngày càng ảo tưởng thì có Tôi mua điện thoại rồi Định xuống dậy mợ dùng thôi Nghe vậy mắt tôi chợt sáng lên như sao cậu đưa cho tôi một chiếc điện thoại trông thì có vẻ nho nhỏ nhưng nặng trịch rồi cậu nói mợ cầm lấy cất đi đã đêm tôi xuống tôi dậy cho chị cả thì chị ấy mầy mò chút là ra nhưng mà mợ tôi sợ dậy cả năm mợ cũng không hiểu ý tôi đấm thùm thụp vào người cậu ba mấy cái suốt ngày mỉa mai tôi thôi cậu bị đấm chẳng những không mắng mỏ tôi mà còn cười và hôn tôi thắm thiết đêm ấy cậu ba xuống và bắt đầu chỉ dạy tôi về cách sử dụng điện thoại di động. Ban đầu cậu dạy cách mở máy, tắt máy, rồi sử dụng bàn phím trước. Những ngày tiếp theo, phần vì phải học sử dụng điện thoại, phần vì lo cơm nước, nên tôi gần như không ngẩng được mặt lên. Mợ cả thành thơ hơn tôi, với trước kia mợ cũng dùng điện thoại di động đen trắng rồi, nên chỉ hai ngày mợ đã quen hết các chức năng. Một tuần sau đó thì tôi bắt đầu thành thạo sử dụng điện thoại, cũng may là cả tuần nay chị Hà đi công tác trên Hà Nội 5 ngày, còn hai ngày cuối thì đi tăng ca nên không có thời gian mà soi mói tôi với mợ cả. Tôi hào hức với cái điện thoại này lắm, nhưng chị Hà không có nhà nên tôi với mợ cả đành thôi, chỉ dùng điện thoại và tự chụp mấy kiểu ảnh cho nhau rồi tự ngắm nghía. Thế rồi đến đám cưới của tôi với cậu ba, trước ngày làm đám cưới 3 ngày, ban đầu ông bà định tổ chức sơ sài, nhưng mợ cả nói rằng dù sao đây cũng là đám cưới của con trai Ông bà không thể làm sơ sài được Lúc mợ cả nói vậy Thì chị Hà nhích mép và đáp Con trai Nhưng mà chị biết thân biết phận em nụ như thế nào rồi Làm rình làm giang Chỉ tổ làng nước người ta cười cho Tôi nhìn chị Hà Và tự dưng thấy buồn cười Chị mới về đây chắc cậu hai cũng chưa bao giờ kể Bà thực ra cũng là ở đợ giống tôi Rồi mới lấy ông Chị cứ làm như cái nhà này Ai cũng thượng đẳng giống như chị mỗi mình tôi là hạ đảng ấy nhưng lời chị nói thì đúng là có lý bà tuy có bị đụng chạm nhưng vẫn nghe theo mợ cả thấy vậy thì lắc đầu nói em nói thế là không được giờ xã hội văn minh rồi mình cũng đừng có nên soi xét quá nhiều về gia cảnh làm gì mà thầy mẹ con nghĩ ra rồi con sẽ bảo thầy mẹ con nhận con nụ làm con nuôi nhà con cũng neo người để nó làm con nuôi thì đủ môn đăng hộ đối rồi đúng không ạ chị hà nghe mợ cả nói vậy thì mặt tím lại, bà thì gật gù. Nhưng mà liệu nhà con có đồng ý không? Chứ nếu thế được thì tốt quá. Thầy mẹ yên tâm đi. Thầy mẹ con cái gì mà chả nghe theo con? Con nụ trước ngày đón dâu thì sang nhà thầy mẹ con rồi ở, hôm sau đón dâu luôn. Nhưng mà khách đã mời rồi, giờ sợ thay đổi thì không kịp. Ôi dạo, thầy mẹ yên tâm đi. Mình không cần mời quá đông như hồi cưới chú Minh. Mình cứ mời thêm những người cần mời rồi mâm cỗ đầy đủ là được có gì con nói thầy mẹ con hỗ trợ thêm người sang đây giúp tôi nghe xong thì tự dưng thấy sống mũi cay cay từ ngày bà tôi mất trừ cậu ba ra thì cũng chỉ có mình mợ cả thương tôi như vậy trước kia những chuyện hiểu nhầm khiến tôi và mợ xảy ra những mâu thuẫn không hay giờ tự dưng tôi lại chẳng khác gì đứa em gái của mợ mợ lo cho tôi nhiều càng khiến tôi mắc nợ mợ kinh khủng lời mợ cả nói lúc này Ông bà tất nhiên sẽ nghe theo Chị Hà tuy không đồng ý Nhưng cũng không dám ra mặt phản đối Bàn bạc xong Ông dục tôi với chị Hà xuống nấu cơm Còn mợ cả chạy về bên đằng ngoại Và bàn với thầy mẹ mợ Mợ cả tính ra giờ thai cũng được hơn 4 tháng Gần 5 tháng rồi Nên bắt đầu khệ nệ Để tránh bị dở trò Nên giờ mợ cả cứ ra ngoài Thì cậu cả lại đánh ô tô và chở mợ đi Tôi ở nhà và bắt đầu thái thịt lợn cho vào kho Chị Hà thì lấy mớ rau muống ra làm. Khi tôi còn đang nghĩ vậy thì đột nhiên thấy ngón tay cái của mình túa máu. Tôi sốt vô cùng, hóa ra là tôi vừa thái vào tay. Có điều không phải tôi tự thái, mà là do chị Hà cố tình đứng dậy và dùng chân đá nhẹ vào tay cầm dao của tôi. Dao của nhà ông bà thực sự lại rất sắc và lại bị bất ngờ nên vết thương sâu hoắm và chảy rất nhiều máu. Tôi chưa kịp kêu lên thì chị đã lớn tiếng nói: Nụ, em làm gì mà thái cả vào tay thế kia? Thôi, tránh ra để chị thái cho. Chả hiểu sao em lại vụng về đến như vậy luôn ấy. Chị vừa nói xong thì cậu hai cũng bước ra đến cửa bếp, cậu nhìn vết thương trên tay tôi liền lấy gáo múc nước rồi nói: "Cô bị sao thế? Rửa sạch tay với xà phòng đi rồi vào băng bó cho cẩn thận, không bị nhiễm trùng đấy." Cậu ba đi ra ngoài mua đồ nên không có nhà. Tôi cúi xuống gật đầu để mặc cho cậu hai xối nước vào tay mình rồi đi thẳng vào nhà. Cậu hai cũng đi theo sau đó và lấy một đoạn gạc rồi nói: "Sao cô lại bất cẩn thế? Vết thương này khá sâu đấy, không đùa được đâu." Nói đến đâu, cậu cuốn chặt đoạn băng gạc lại đến đó, tôi khẽ thở dài. Cậu hai đẹp trai lại hiểu lễ nghĩa, sao lại lấy chị Hà được nhỉ? Không hiểu sao tôi có chút tiếc thay cho cậu. Vừa băng xong thì cậu ba cũng về. Cậu vừa nhìn thấy đã lao sồng sọc vào và hỏi Mỡ bị sao thế này? Tôi định nói ra sự thật Thì chị Hà đã ở dưới bếp và kêu lên Em ấy thái thịt Nhưng không may cứ vào tay Thôi nụ cứ về buồn mà nghỉ đi Vết thương tuy nhỏ Nhưng dẫu sao cũng sắp đến ngày đám cưới Sước một tí ra Sợ cô dâu lại không đẹp nữa Nghe cái giọng đầy mỉa mai của chị Hà Mà tôi chỉ muốn lao xuống bếp Và tắt cho chị ta một cái Nhưng nghĩ đến việc sắp đám cưới mà cũng không có bằng chứng gì để nói ra sự thật, tôi cũng chỉ đành im lặng. Cậu ba dục tôi về buồng, nhưng vết thương này mà về buồng, có khi lại bị chị Hà nói với ông bà rằng tôi ra vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc, rồi lại bị ăn chửi, nên tôi vẫn phải vác xác xuống bếp. Vừa xuống đến nơi, thì chị Hà đã nhích mép nói, nhiều khi chị cũng không hiểu bằng cách gì em có thể đông đưa được với tất cả những gã đàn ông trên đời luôn ấy. Công nhận là tội nghiệp chú Quân thật sắp vớ phải con vợ lăng loàn mà không biết. Tôi nhìn chị Hà và trao mày hỏi lại. Chị nói thế là ý gì? Ý gì thì em tự hiểu mà. Lúc nào em cũng tỏ vẻ đáng thương để đám đàn ông thương xót. À, chị nói đến đây thì tôi hiểu. Chỉ vì ban nãy chồng chị băng bó cho tôi mà chị cay cú đến vậy sao? Tôi bình thản và đáp. Chị Hà, chẳng phải vết thương này của tôi là do chị cố ý làm ra sao? đến lúc chồng chị thấy tôi bị thương và băng cho tôi thì chị lại lồng lộn lên sao chị không nghĩ đấy là gợi ông đập lưng ông em không đúng hả hai mắt chị hà lúc này đã long sòng sọc tôi thấy vậy và nói tiếp chị muốn làm gì tôi lần này thì tôi không nhịn nữa đâu chị làm gì tôi sẽ gào lên cho mọi người biết đấy chị hà thấy vậy thì cố giữ bình tĩnh và đáp bây giờ thì em cũng lộ bản chất rồi nhỉ tôi trước này vẫn thế chỉ có chị là đang lộ bản chất thôi Giỏi lắm Nhưng mà chị nói em nghe Kể cả em có được người ta nhận làm con nuôi Thì suy cho cùng em vẫn là con ở đỡ Những cái đó em có che giấu thế nào Thì cũng không thể che nổi đâu Chắc chắn bạn bè đồng nghiệp của chồng em Cũng khinh rẻ nó Vì lấy được con vợ không gốc gác Chỉ như là miếng rẻ lau cho người ta lau chân như em thôi Tôi nghe xong thì tức nghẹn Chị Hà có một khuôn mặt xinh đẹp Nhưng những lời lẽ của chị ta nói ra chẳng khác gì con rắn độc đang phun nọc. Chị biết mở cả hiếm muộn là nỗi khổ tâm bao nhiêu năm nay, nên chị dùng điều đó để móc máy mở. Chị biết tôi luôn cảm thấy không xứng với cậu ba, chị cũng dùng điều đó để đả kích tôi. Chị chẳng cần hại tôi với mợ cả như con hằng. Chị chỉ việc dùng những lời lẽ như những mũi dao vô hình và đâm thẳng vào trái tim người đối diện. Nhưng lúc này tôi không thể để mình thua cuộc nên tôi bình thản trả lời. Ai khinh ai thì đó là việc của người ta. Tôi chỉ cần chồng tôi yêu thương và quan tâm tôi là đủ. Những kẻ luôn tự cho mình là cao sang quyền quý, rồi có cái quyền đi khinh người nghèo hèn, thì cũng chẳng ra gì. Tôi nghĩ chồng tôi cũng chẳng nên thân thiết với những hạng bạn như vậy. Tôi nói xong, thì cậu hai cũng đi xuống. Cậu ngó đầu vào bếp và hỏi, Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau hả? Chị Hà thấy cậu hai thì nhanh nhào đáp, Không, đang nói chuyện phiếm thôi. Cậu hai tỏ ra nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói thế thì tốt thôi để anh ngồi đây bơm nước luôn hai chị em cứ nấu cơm đi không biết là cậu hai có cố ý không nhưng tôi thấy thế này cũng tốt chứ giờ về lấy điện thoại ghi hình thì cũng chẳng biết để ở đâu kể có mợ cả quay cho thì còn có chứng cớ từ hôm đó mợ cả về biết chuyện tôi bị chị hà làm cho bị thương thì mợ thở dài và nói tốt nhất là sau không có tao ở nhà thì mày cứ né ra Dạ, con biết rồi. Từ ngày mai tao sẽ quan sát xem nó làm gì mày, tao quay lại hết, mà nó làm gì thì tao với mày cũng quay lại hết, biết chưa? Vâng ạ. Mợ cả không nói thêm nữa mà dục tôi đi ngủ rồi chuẩn bị mấy hôm nữa mà làm cô dâu. Không biết chị Hà có phải nghe được chiến lược của tôi với mợ cả hay không, mà mấy hôm nay tự dưng hiền lành, nhưng tôi đoán chắc không phải chị nghe được mà có khi do cậu Hai dạy dỗ chị, bởi vì đêm hôm tôi bị chị đá ra vào tay trên buồng chị có tiếng cãi vã. Rồi cuối cùng thì cũng đến ngày cưới của tôi. Đêm hôm ấy, mở cả đưa tôi sang bên nhà thầy mẹ mợ ngủ để sáng mai rước dâu. Lúc nằm ở buồng, tự dưng không hiểu sao tôi khóc. Lẽ ra ngày cưới, người ta sẽ có đầy đủ mẹ cha họ hàng xung vầy, nhưng người thân của tôi đều đã sang bên kia thế giới. Thực lòng không biết nếu không có mở cả thì tôi còn tủi nhục thế nào. Khóc chán chê tôi lại ngồi dậy và đi ra ngoài mấy người gia đình không ngủ vẫn chia ca canh nhà cửa dưới chiếc nhà kho khóa cửa kia con hằng đang ở đó tôi tò mò đi xuống và nhìn qua khe hẹp thì thấy nó đang nằm trên giường bụng nó đã inh to bình thường tôi ghét nó và hận nó kinh khủng mà thấy nó ngủ thì cũng thấy hiền ghê con người là thế có độc ác cỡ nào thì vẫn có những phút giây an yên đến lạ không biết bị nhốt ở đây nó đã ngộ ra chút nào chưa Hay vẫn mang đầy hận thù trong lòng Trên trời ánh trăng vằng vặng đổ xuống đất Có tiếng gió thổi lao sao bên dạng tre gần đó Ở miền quê tưởng như yên bình này Mà cũng thật lắm con người mưu mô xảo quyệt Đang đứng ở ngoài Thì bất chợt có bóng đen lao thẳng đến tôi Mấy tên gia đình chết tiệt đứng đó Nhưng không ai phản ứng gì Tôi định hét lên Thì bóng đen đã bịt chặt miệng lại rồi nói Tôi đây Cậu ba Trời ơi tôi xuất dê tim ra ngoài tự dưng đêm hùng khuê khoắt mà cậu mò sang đây làm gì mai cưới giờ cơ mà cậu thấy tôi im lặng liền kéo tôi vào mái hiên và nói tiếp tại tôi nhớ mợ quá chẳng ngủ được đêm nào cũng được ôm mợ ngủ đêm này thấy khó ngủ ghê khiếp cậu toàn nói quá ngày mai tôi với cậu chính thức được ngủ với nhau rồi còn gì thế mợ nghĩ những ngày qua chúng ta chưa chính thức ngủ với nhau chắc Tôi nghe vậy thì đấm bùm bụp vào lưng cậu mấy cái Cậu kéo tôi và ôm chặt vào lòng rồi nói Nụ Dạ Tôi yêu mợ Cậu ba siết chặt tôi hơn Tôi biết trước kia mợ chịu nhiều khổ cực rồi Mới 18 tuổi Mợ đã phải chịu những chuyện mà nhiều người lớn còn chả chịu nổi Giờ mợ sắp 19 rồi Vì có trở với tôi học hành cũng dở dang Nhưng mà mợ yên tâm đi Đợi mợ đẻ xong tôi sẽ cho mợ đi học lại tôi cũng biết có nhiều lời nói của những người xung quanh khiến mợ tủi hổ nhưng mà mợ phải nhớ một điều mợ sống vì những người mợ yêu thương chứ không phải sống vì những người ghét bỏ mợ nên mợ phải bỏ ngoài tai những lời đó nhé tôi biết lấy tôi thì mợ chịu nhiều thiệt thòi lắm mợ phải cố gắng thật nhiều đấy nghe cậu ba nói đến đâu thì nước mắt tôi tự dưng chảy đến đó có mà cậu lấy tôi thì cậu mới thiệt thòi ấy tôi không công ăn việc làm đàng hoàng như cậu cũng chẳng giấu có gì Đẹp thì cũng không hẳn là xuất sắc Mọi thứ đều không xứng với cậu Mà cậu vẫn yêu thương và trân trọng tôi Cậu thấy tôi khóc Liền đưa bàn tay lên chạm vào khóe mắt và dỗ dành Sắp là mẹ của hai em bé rồi Đừng có khóc nhè thế chứ Sau này còn nhiều thứ cần mợ phải lo toan lắm đấy Tôi gật đầu và chủ động hôn lên môi cậu Không kìm được tôi khẽ nói Cậu ba tôi yêu cậu Đêm hôm ấy dưới hiên nhà Dưới ánh trăng tỏ dưới bầu trời đêm đen đầy sao, tôi và cậu cứ ôm nhau và tâm tình mãi không dứt. Đến 4 giờ sáng sau khi gà gáy lớn, trời cũng đã dạng dần, cậu mới chạy về nhà. Tôi cũng vào buồng nằm ngủ một chút rồi dậy, mở cả chu đáo còn thuê người trang điểm rồi mang cho tôi chiếc áo dài cưới đỏ thắm. Tôi ngồi trong buồng và hồi hộp kinh khủng. Cảm giác này thật lạ, được cưới người mình yêu không giống bị ép cưới vui sướng, xen lẫn cảm giác xúc động trong lòng không nguôi. Khi nhà trai sang đón tôi về, vừa đến cổng đã thấy mợ cả đứng đó. Chẳng hiểu sao mắt mợ cũng đỏ hoe. Sau khi thắp hương ra tiên, cậu ba nắm tay tôi bước lên bậc thềm cao trên sân. Tiếng nói cười, tiếng chúc tụng rộn ràng, khiến lòng tôi càng thêm xúc động. Đại diện nhà gái, ngoài thầy mẹ mợ cả, còn có họ hàng nhà mợ. Lúc trao của hồi môn, mợ cả đeo vào cổ tôi chiếc kiềng cổ bằng vàng, không hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc, mợ cả giờ đối với tôi chẳng phải như một người bạn cùng phe cánh mà còn hơn cả một người thân. Lúc tôi với cậu Ba đi mời rượu, tôi mới biết có rất nhiều những đồng nghiệp của cậu đến. Cậu nắm tay tôi và kéo tôi vào một bàn rồi nói: "Giới thiệu với mợ, đây là đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện huyện." Tôi gật đầu cười e thẹn, mấy người đàn ông đập vào vai cậu cất tiếng: "Chúc mừng quân nhé, cuối cùng cũng lấy vợ rồi." vợ sinh thật đấy. Khi tiếng mấy người đàn ông vừa dứt thì có tiếng một người phụ nữ cắt lên. Nghe nói vợ anh Quân là ở đợ của nhà anh ấy, thế mà tán được anh Quân đẹp trai của viện mình, như là chuyện ngôn tình ấy. Tôi nghe xong thì tự dưng toàn thân run rẩy, người phụ nữ kia cũng chạc tuổi tôi, có lẽ chỉ hơn vài tuổi. Khuôn mặt chị ấy rất xinh đẹp, vóc dáng cũng mảnh mai, bộ quần áo đang mặc thì trông rất thời thượng. Mấy người đàn ông nghe như vậy đều tỏ ra bình thường như đã biết cả rồi, nhưng vẫn bấu tay chị ấy giả hiệu thôi đi. Cậu ba bỗng dưng siết chặt tay tôi cười và đáp. Vợ anh là ai? Thì đó cũng là việc của anh mà. Anh lấy vợ, chứ em có lấy đâu mà đi sân si tìm hiểu quá làm gì? Cậu ba nói vậy, thì người phụ nữ kia liền im bặt. Biết là tôi không nên để tâm, mà sao tôi vẫn thấy xót xa trong lòng. Mấy người đàn ông có vẻ cũng ngại, nên dục tôi với cậu ba qua mời rượu mâm khác. Lúc đi tôi mới biết, người phụ nữ kia tên là Huyền và bằng tuổi cậu ba cũng làm ở huyện. Từ khi nghe xong câu nói đó, miệng tôi cười nhưng lòng dạ thì đắng ngắt. Đến chiều, khi đám cưới xong mọi người về hết, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ánh mắt của đám khách mời có rất nhiều người tỏ ra khinh miệt, đôi khi có người còn si sao chỉ trỏ. Khi tôi còn chưa kịp vào nằm nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng the thé của chị Hà. "Nụ ơi, ra rửa bát đi tôi nhìn ra bên ngoài và thấy chục mâm bát xếp đầy giếng hồi cưới chị hà chị chẳng cần phải đụng tay vào cái bát nào toàn là tôi rửa nhưng tôi cũng chẳng thèm ghen tị liền đi ra nhưng vừa ngồi xuống thì cậu ba đã nói nắng nôi mệt thế này mợ vào nhà nghỉ đi chị cả nhờ mấy người làm bên nhà chị ấy sang rửa cho rồi chị hà nghe cậu ba nói vậy thì nghiến chặt răng và đi vào lúc đi qua tôi còn lẩm bẩm thứ nhà quê ăn hại. Nói thực mẹ chồng tôi còn chẳng đến nỗi mà chị Hà chỉ là chị dâu mà soi mói khinh bỉ còn trên tài những bà mẹ chồng ở quê thời bấy giờ. Tôi vừa vào đến hiên thì mợ cả đã lôi sành sạch tôi vào buồng rồi nói Thôi, bỏ ngoài tay mà sống. Khi nào đủ chứng cớ tao cho cả nhà biết bộ mặt thật của con này. Tính nết thì xấu xa, cả ngày chỉ biết soi mói người khác thôi. Về nghỉ đi, hôm nay mày mệt rồi. Dạ vâng, thưa mợ mợ cả nghe vậy thì cốc đầu tôi rồi nói tao bây giờ là chị dâu mày mày cứ gọi là chị cũng được nhưng mà con quen rồi con thích gọi là mợ cả cho thân thiết mợ cả thấy thế thì phi cười và đạp nhẹ tôi một cái rồi đuổi về buồng lúc đi qua thấy chị Hà đang đứng ở cây cột mỉm cười và nhìn tôi chị mỉa mai bây giờ được là mợ ba rồi cơ đấy tham vọng cuối cùng đã thành sự thực chị Hà nói mà không để ý chồng chị đang từ bếp đi lên Tôi liền đáp lại Chị muốn nghĩ em thế nào thì nghĩ Không phải là tao nghĩ Mà đó là sự thật Cái giống nhà quê như mày Cũng chỉ có thể bám víu một gã đàn ông giàu Mà một bước lên mây Những lời chị Hà nói Cậu Minh đã nghe được hết Tôi giả vờ cúi xuống Và ôm mặt chạy vào buồng cậu ba nằm Bên ngoài chợt có tiếng cãi vã Của vợ chồng Minh Hà Tôi trở về buồng cậu ba Và mấy gia đình đã dọn đồ của tôi lên buồng cậu Tôi theo cậu lên căn nhà gỗ năm gian mà không hiểu sao thấy xúc động quá. Từ nay tôi đã chính thức trở thành mợ ba, thành vợ của người mà tôi yêu. Biết là sóng gió sẽ còn nhiều ở phía trước, nhưng chỉ cần có cậu yêu thương tôi, có mợ cả ở bên cạnh, thì tôi tin chẳng có chuyện gì mà tôi không vượt qua nổi. Đêm ấy, ở căn buồng mới tinh, sạch sẽ và gọn gàng tiện nghi, tôi và cậu ba chẳng ngủ được. Cậu ôm tôi vào lòng và thủ thỉ, Mỡ đừng có để ý những lời nói của người ta làm gì nhé. Tôi nhìn cậu, dưới ánh đèn dầu le lói, sống mũi cao của cậu nổi bật. Cậu ba, để xong cho tôi đi học nhé. Tôi muốn học lấy cái bằng cấp ba, rồi sau này học nghề nữa. Mỡ lo dưỡng thai sinh con trước, lúc nào hai đứa cứng cáp, thì tôi sẽ để mỡ đi. Cậu ba nói xong, thì đưa bàn tay mềm mại và xoay nhẹ xuống bụng tôi, rồi dục tôi mau đi ngủ. Bên ngoài trời đã tối đen, không biết có phải do lạ giường không mà đêm ấy tôi ngủ không ngon, cứ chập trần mãi không thôi. Những ngày tiếp theo, tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống của mợ ba. Do tôi và mợ cả bụng đã bắt đầu to nên giờ mợ cả phải nhờ vú ngọ sang cơm nước nhà cửa giúp tôi. Chị Hà thì vẫn thế, sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về, nhưng xem ra kể từ ngày bị cậu hai giáo huấn, chị có vẻ dễ chịu hơn mọi ngày. Một buổi sáng sau ngày cưới tôi được một tháng Thì tôi với mợ cả đi lên huyện siêu âm chợt thấy có tiếng mẹ chồng tôi ở ngoài sân Thế hai đứa có gì chưa? Cưới nhau được hơn ba tháng rồi Mà vẫn chưa thấy gì hả? Tôi ngó đầu vào cổng Chị Hà đứng cạnh bà Mặt đỏ bừng và lý nhí đáp Dạ chưa, bọn con đang kế hoạch Kế hoạch kế hung gì? Lo mà chữa đẻ đi chứ Mẹ thấy nhiều người kế hoạch rồi tịt ngấm đấy Vâng, con biết rồi. Bà thở dài, nhìn thấy tôi và mợ cả thì gọi lại hỏi. Về rồi hả? Tình hình sao rồi? Mợ cả chỉ vào cái bụng khệ nệ và đáp. Chữa sinh đôi nên hơi nhỏ, nhưng mà bác sĩ bảo khỏe mẹ ạ, à, con nụ cũng thế. Thế thì phải tầm bổ nhiều vào. Tối bảo mấy thằng gia đình nó thui con lợn, giết ra lấy quả tim hầm cho hai chị em chia nhau mà ăn. Rồi cả đám gà kia, thèm thì cũng giết đi. Nói thực, có ai chửa mà gầy nheo gầy nhách như hai đứa bay không? Dạ vâng. Mợ cả nói xong thì dục tôi đi pha cho mợ cốc thanh mai. Còn mợ thì ra sau nhà xem lũ lợn đã lớn chưa. Bà thì đi ra xưởng gỗ cùng ông. Thế nhưng tôi chưa kịp đi thì chị Hà đã ấn cái trở sơ cho tôi rồi nói. Quét đi, để chị đi pha nước thanh mai cho, chị cũng đang thèm. Tôi định từ chối nhưng rồi lại thôi, liền gật đầu đồng ý. Chị Hà không xuống bếp mà chị về buồng chị một lúc rồi sau mới đi. Đợi cho chị đi khuất, tôi liền lấy máy nhắn tin cho mợ cả, sau đó bình thản quét sân. Chị Hà pha xong cốc thanh mai thì đi ra sân và đưa cho tôi rồi nói. Đây là cốc thanh mai của em, em uống đi rồi cầm cốc này xuống cho chị Quỳnh. Em cũng được có phần hả chị? Ừ, đang bầu bí uống đi cho tốt. Tôi nhận lấy cốc thanh mai để lên hiên rồi đáp. Em cảm ơn chị em quét xong rồi em uống uống luôn đi em dạ tí em mới uống cơ giờ em đang hơi buồn nôn chừng nào bớt cân ngén thì em uống ạ chị hà nghe vậy gật đầu và đưa cho tôi cốc thanh mai còn lại rồi nói cốc này em để đây gọi chị quỳnh lên uống nhé gọi luôn đi không là tan đá ấy gì mà chị vội thế cơ chứ nhưng tôi vẫn đi ra sau nhà chị hà thì nhặt cây trổi trên sân đi đi để chị quét nốt đoạn sân này cho ra đến nơi tôi thấy mợ cả đang huyết sáo với đàn lợn Mợ cả lớn tuổi rồi mà nhiều lúc như trẻ con vậy đấy Thấy tôi mợ liền vẫy tay và kéo tay vào một góc rồi nói Tao quay được đoạn con hà nó pha nước thanh mai rồi Không biết nó cho cái gì vào đấy nữa Tao chỉ thấy bột trắng thôi Nhưng mà tao nghĩ ở buồng nó chắc cũng kha khá thuốc đấy Con này với con hằng lẽ ra phải là chị em mới phải nhỉ Bảo sao chị Hà cứ vội dục tôi gọi mợ cả về uống nước chị pha mợ cả cất điện thoại rồi nói tiếp Tí về Tao với mày coi như không có gì xảy ra Nước thì cứ giả vờ uống Rồi ngậm trong miệng Sau đó về buồng tao nhổ đi Chiều thằng ba về Đưa cho nó thử xem trong nước đấy có gì Nói rồi tôi và mợ cả lên nhà Chị Hà vẫn đang quét sân Tôi lấy hai cốc thanh mai đưa cho mợ Và dục mợ uống Tôi cũng làm một ngụm đầy miệng Ở ngoài sân chị Hà đang quét ánh mắt giỏ xét Mợ cả kéo tôi vào buồng vừa đưa cốc thanh mai lên miệng. Đến lúc tôi và mợ cả vào đến buồng mợ, liền vội vàng nhổ luôn vào chiếc thau dưới gầm giường. Sau đó, mợ dồn hai cốc nước làm một rồi cất đi. Tôi và mợ cả ngồi trong buồng một lúc, thì mợ dục tôi ôm đống quần áo bẩn ra cho vú ngọ. Chị Hà đang đứng ở sân giếng và thưởng thức trà hoa nhài mà cậu hai mới mua ở huyện về. Hôm nay là thứ bảy, nhưng cậu hai vẫn phải đi làm. Cậu ba cũng đi trực, cậu cả thì ra xưởng gỗ chị hà nhìn thấy tôi thì cười nói nụ mang quần áo của chị quỳnh đi giặt hả giặt luôn quần áo cho chị đi tôi lắc đầu và đáp ở nhà này chỉ có quần áo của thầy mẹ thì em mới giặt thôi còn quần áo của mọi người thì tự giặt như vợ chồng chị dâu cả thì có vú ngọ giặt vợ chồng em thì em tự giặt vợ chồng chị thì chị phải tự giặt chứ thầy mẹ quy định rõ từ lúc em với cậu ba cưới nhau rồi mà chị hà từ trước tới nay quần áo cứ vứt đó cho tôi. Kể cả đống quần áo con của chị thì chị cũng lười thối thay không thèm giặt. Đến mợ cả có để vú ngọ giặt thì mợ cũng biết ý tự giặt quần áo con của vợ chồng mợ. Và lại, giờ tôi với chị ngang hàng, chị có quyền gì mà bắt tôi giặt đống quần áo của chị? Nghe tôi nói vậy thì chị Hà tức lắm và chị hất luôn chén trà nóng lên người tôi rồi rít lên. Mày vốn dĩ cũng chỉ là con ở đợ thôi, có lấy thằng quân thì thân phận ở đợi của mày cũng không thay đổi được. Thế mà mày còn dám trả treo với tao hả? Tôi bị chén trà nóng làm cho đỏ rực tay. Tôi định chửi lại chị, chỉ thấy trong túi quần tôi chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Bình thường chỉ có mợ cả mới nhắn tin, còn cậu ba thì gọi, nên tôi dám chắc tin nhắn này là của mợ cả. Thế nhưng giờ trước mặt chị Hà, tôi không thể lôi ra đọc được. Không hiểu sao, tôi lại có một linh cảm, mợ cả đang đứng ở buồng kia, và quay lại cuộc cãi vã của tôi và chị hà không biết mợ có thể quay được cả tiếng nói không nhưng tôi vẫn thở dài đáp lại em biết em là thân phận ở đợ nhưng mà ở đợ thì cũng được thầy mẹ cưới về cho cậu ba còn chưa dứt lời thì chị hà đã nhích mép nói vì thế mày nghĩ mày được thay đổi thân phận tao nói cho mày biết cái giống ở đợ thì muôn đời vẫn là ở đợ mà có lấy người giàu có thì vẫn không thay thân đổi phận được Người ta nói, khăn mặt có thể biến thành rẻ lau, nhưng rẻ lau thì không thể biến thành khăn mặt được, là nói mày đấy. Vâng, em biết chị là gái phố, gái thủ đô, nên chị ý tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác sao? Tao không sỉ nhục mày, mà tao khinh, tao khinh mấy con nhà quê đầy tham vọng như mày. Lũ chúng mày thì cũng chỉ có cái cách đi quyến rũ con trai nhà giàu để được hưởng cao sang phú quý, chứ làm gì được cho đời. Tôi nhếch mép và lách qua người chị bất ngờ chị liền thẳng tay và vả vào, vào mặt tôi một cái nổ đom đóm mắt chưa kịp định thần thì chợt có tiếng gốc gỗ của mợ cả trên nền đất chị hà thấy vậy thì cười nói chị vào nhà đây tôi tức lắm nhưng vẫn phải cố nhịn đợi mợ cả ra tôi liền nói vừa nãy mợ có quay được gì không không trời ơi thế mà mất công còn diễn thấy tin nhắn lại tưởng mợ thì của tao đấy nhưng mà tao không quay Mày xem khoảng cách từ buồng tao ra đấy xa thế nào Nhưng mà vú ngọ quay rồi Nãy dòm qua cửa sổ Thấy con Hà đứng ngoài giếng Là tao gọi cho vú ngọ quay luôn Vú ngọ có điện thoại hả mợ Ừ Đợt mua tao mua cho vú một cái Rồi nhờ mẹ tao ở nhà dạy vú dùng Vú dùng thành thạo Tao mới lôi vú sang đây nấu nướng yểm trợ cho mình chứ Yên tâm đi Mày thấy khe cửa buồng của con hàng không Vú thò tay qua quay được hết rồi Mợ cả tính toán như thần đúng là giáo viên dạy toán có khác tôi để đóng quần áo của mợ ngoài giếng cho vú ngọ giặt rồi đi xuống bếp làm rau để chút nữa nấu cơm chị hà tất nhiên là nằm dài trên giường cả ngày hôm ấy tôi và mợ cả chả biểu hiện gì lạ chị hà thì vẫn bình thản như thường tôi cũng đoán chắc chị hà không giống con hằng mà dùng thuốc gây tác dụng luôn có khi chị cho thuốc gì đó chết dần chết mòn mà không bị phát hiện